tiền bối nhìn thân phận của ngươi cũng không bình thường nhưng nếu là thật tốt lời nói hẳn là tên đạo tông người a à. nhìn thủy linh linh nhíu mày sẽ phải tức giận bộ dáng cản trở diệp vân tu sĩ cùng kính nói đúng thì thế nào hơn nữa ngươi lại là làm sao thấy được đấy tuy rằng trong lòng có bị người cản trở xuống phẫn nộ nhưng khi người này nhỏ tu sĩ nói lên mình là tên đạo tông người lúc thủy linh linh cũng không khỏi nổi lên nghi vấn mình coi như là trần lộ rồi địa tiên cảnh thực lực có lẽ cũng sẽ không khiến hắn giống như này liên tưởng Đại nhân đã từng nói, nếu là tiên đạo tông người may mắn đi vào ma sát chi địa, liền có thể cho đi thông qua. Còn nói nếu là hai tên nữ tử mà nói, liền không cần thông báo đại nhân. Tu sĩ cười làm lành lấy nhìn về phía Thủy Linh Linh cùng Thủy Doanh Doanh, sau đó liền tùy ý nhìn nhìn Diệp Vân, thản nhiên nói, vị này đạo huynh, chớ không phải là ta không cho mặt mũi người, thật sự là thân bất do kỷ rồi. Hừ, vị đại nhân kia thật đúng là khẩu khí thật lớn, ta cũng muốn biết là ai đang nhìn người này đối với chính mình cười làm lành tu sĩ liên tiếp khó xử diệp vân Thủy linh linh cũng âm thanh lạnh lùng nói vị này chính là của ta gia huynh ngươi nếu là ở cản trở sau tới có phải hay không phải bức tà đối với ngươi động thủ cái này do dự bất định nhìn thủy linh linh cùng diệp vân thiếu nữ lời nói hắn tuy rằng là không tin nhưng cũng không có biện pháp nói cự tuyệt huống hồ vị đại nhân kia bản tính hắn cũng biết đấy tuy rằng ngày bình thường rất là hiền hòa nhưng nếu là đã đến kiên trì thời điểm coi như là tại như thế nào, hắn cũng nhất định sẽ kiên trì xuống. Tránh ra, nếu như ba vị đều là tiên đạo tông người, vậy liền phù hợp đại nhân tư cách, tự nhiên có thể tiến vào ma sát chi địa, làm cho Cản trở Diệp Vân tu sĩ lui ra, trong đó, một gã lạnh lùng nữ tử nhìn nhìn Diệp Vân về sau, cúi đầu xuống xin lỗi nói, "Còn xin thứ tội, sau khi trở về ta chắc chắn trùng trùng điệp điệp trách phạt hắn, kính xin ngài không nên treo tại trong lòng." A, à, được rồi bực này tu vi thật là dễ dàng nhắm chúng người hiểu lầm Vậy vẫy tay diệp vân cũng đem sát ý ngưng tụ tại trong đôi mắt sau đó liền ở đằng kia vẫy tay lập tức như vậy tiêu tán lần sau nhưng là phải chú ý một chút nếu là ở như vậy lời quá đáng mạng của ngươi liền cho ta ở tại chỗ này à lạnh lùng bắt lấy diệp vân tay ly khai thủy linh linh quay đầu lại hờ hững nhìn thoáng qua thần sắc tâm thần bất định tu sĩ cảnh cáo nói sau đó thiếu nữ liền nhìn cũng không nhìn trực tiếp ly khai làm cho tên kia tu sĩ không biết làm sao nhìn lạnh lùng nữ tử nói sư tỷ vị đại nhân kia không phải nói tận lực đừng cho người đi vào sao người như thế nào còn người thật sự làm lúc người khác con chó làm lúc thói quen sao người nọ rõ ràng chính là đem chúng ta cho rằng nô bộc bình thường đối đãi người còn đây là rất trung thành a à? lạnh lùng nhìn nam tử lạnh lùng nữ tử hờ hững nói hắn đối với hay không cùng chúng ta có quan hệ gì nếu như cái kia hai cái nữ hài đều là nói hắn là tiên đạo tông đấy liền làm cho hắn đi vào. Là... Khó khăn gật đầu nhẹ, tu sĩ cũng lui trở về trong đám người, không tại nhiều lời nói. Mà lạnh lùng nữ tử nhưng là trong đôi mắt đẹp bắt đầu khởi động lấy hàn ý, gắt gao nhìn chằm chằm và diệt vân ba người biến mất phương hướng. kia một thân địa tiên cảnh nhất trọng tu vi đều bộc phát, phảng phất là ức chế không nổi trong lòng nổi giận, mới vừa rồi là đem cái này tràn đầy chân khí tiết ra ngoài xuất thể bên ngoài. Mà một đoàn người nhìn nữ tử thất thố, cũng riêng phần mình cho rằng không nhìn thấy, bởi vì bọn họ cũng hiểu rõ chính mình sư tỷ ngạo tính nếu như cùng vị đại nhân kia đánh cuộc thua rồi cái kia cũng chỉ có thể lựa chọn tuân thủ vô luận kia quyết định là cái gì rồi lại là không thể có chút vi phạm là xong hừ linh nhi chờ một chút ngược lại là phải tại đây ma sát chi điện nhìn một chút cái này cái gọi là đại nhân đến tột cùng là người như thế nào lại vẫn có thể đem cái này phá toái không gian không đúng nghe bọn hắn nói nơi này hình như là tiên ma chiến trường hờn rỗi giống như hung hăng nhắc tới nhớ tới mình bây giờ không phải phải xoán suýt những chuyện này lúc thủy linh linh bất mãn nói tóm lại linh nhi là nhất định phải giáo huấn thoáng một phát cái kia tự đại gia hỏa cho hắn biết cái gì mới là công bằng tốt rồi linh nhi hắn tốt xấu cũng biết chúng ta tiền đạo tông tên tuổi khi bọn hắn nhận ra chúng ta thời điểm cũng không cung kính có ra cho chúng ta nhường đường ư huống hồ cái kia tên nữ tử cũng đã là theo diệp vân xin thứ lỗi xin nhận lỗi còn muốn thế nào thế này bất đắc dĩ nhìn thủy linh linh thủy doanh doanh cười nhạt nói Nói thì nói như thế á. À? Bất quá Linh Nhi chính là đối với người kia bất mãn nha, vậy mà có thể như vậy tự đại. Nghe Thủy Doanh Doanh lời an ủi về sau, Thủy Linh Linh hay vẫn là như trước bất mãn nói. Không có biện pháp, cái kia gặp được về sau cũng muốn ra tay giáo huấn một lần rồi. Cười nhìn về phía Thủy Linh Linh, đang nhìn người kia lộ ra đắc ý bộ dạng lúc, Diệp Vân cười nhạt nói. Bất quá cái này ma sát chi địa bên trong sự tình, hẳn là người kia nắm giữ tin tức tương đối nhiều. Nếu là có thể gặp phải lời nói, không ngại trước tiên có thể hỏi thoáng một phát. thế nhưng là hắn chắc có lẽ không như vậy nghe lời liền đem tin tức nói ra đi. nghi hoặc nhìn Diệp Vân, Thủy Linh Linh khó hiểu nói vậy liền muốn động dùng tinh la siêu hồn thuật rồi. tuy rằng khả năng đối với hắn có chút bất công, nhưng so sánh với có thể có thực lực làm cho địa tiên cảnh nhất trọng người đến thủ vệ, chỉ sợ kia chính thức cảnh giới hẳn là so với Linh Nhi cũng muốn cao hơn rất nhiều a. À. Thủy Doanh Doanh lúc này mở miệng hiển nhiên cũng đối với xa lạ kia không biết địch nhân mà cảm thấy nghi hoặc địa tiên cảnh nhất trọng người coi như là linh nhi cũng chỉ là địa tiên cảnh nhất trọng Trung giai viên mãn mà thôi hắn vậy mà liền sẽ trực tiếp làm cho cái kia lạnh lùng nữ tử nhìn thủ làm cho người ta không cần nhiều làm nháo sự cử động cuối cùng là đối với bản thân thực lực khẳng định hay vẫn là nói chính là địa tiên cảnh nhất trọng nó còn không để vào mắt tốt nhất hay vẫn là người phía trước a à, nếu là người kia mà nói liền có chút ít quá kinh khủng khẽ thở dài thủy doanh doanh cũng không do dự nữa nhìn xuất hiện ở trước mặt mình cực lớn màu đen núi cao tại bay vọt đến đỉnh đã lâu cũng chậm rãi đáp xuống chính là không biết người kia tại sao lại biết rõ tình báo của chúng ta nếu là có người bán đứng chúng ta mà nói ta tiên đạo tông liền không khỏi có chút quá lạnh lòng người quan sát đến bốn phía cảnh tượng suy nghĩ lên người kia tại sao lại biết rõ tiên đạo tông sẽ là nàng cùng linh linh cùng nhau đi ra lúc thủy doanh doanh cũng trong lòng hoang mang Tuy rằng cũng muốn có lẽ tại Tiên Đạo Tông trong sẽ có người bán đứng chính mình, nhưng loại kết quả này, hiển nhiên không phải nàng hy vọng nhìn thấy đấy. Coi như là đám kia lão gia hỏa không thích Linh Linh, cũng sẽ không thể nào làm ra bực này, tự thương hại căn cơ sự tình, đến tột cùng là ai, hay vẫn là nói người kia sẽ là chúng ta môn phái người. Doanh Doanh, ngươi xem chỗ đó có người? Thủy Linh Linh kinh ngạc chỉ chỉ phía trước mấy đạo nhân ảnh, trong mắt mang theo nghi ngờ nói. Thủy Doanh Doanh nhìn lại lúc Diệp Vân cũng trong lòng cảnh giác năm người này bên trong, duy có một cái làm cho mình đã có cảnh giác, cái kia đạo bài quần áo thân ảnh tuấn mỹ nam tử giờ phút này phát ra cảnh giới khí tức, sáng sừng sững là đã đến địa tiên cảnh tam trọng khủng bố tình trạng. mà theo diệp vân nhìn chăm chú, áo trắng tuấn mỹ nam tử cũng lộ ra dáng tươi cười đối với diệp vân tỏ vẻ hữu hảo. lại là một cái tiên thiên linh thể, lão tổ ta thật đúng là là vận khí tốt a à, vậy, mà có thể liên tiếp đụng phải ba cái. ngay tại diệp vân chuẩn bị tiến lên lúc. Kiếm đạo lão tổ thanh âm cũng tại lúc này vang lên, Diệp Vân tiến lên bộ pháp cũng im bặt mà dừng, chính mình không có khả năng cùng một cái nguy hiểm như thế người tiếp cận đến như thế, như là lúc sau người thủ đoạn, Diệp Vân tin tưởng, có lẽ rất dễ dàng liền có thể đem chính mình cho lập tức phân ra thắng bại, kết quả của nó, chính mình chiến thắng khả năng rất thấp. Người này rất nguy hiểm. Cùng bên cạnh Thủy Linh Linh, cảnh giác mở miệng, tại thiếu nữ cũng trên mặt có cảnh giác lúc, Tuấn Mỹ nam tử phảng phất là dùng vì là ba người tại e ngại mình cùng bên người hào hữu, không khỏi nhẹ nhàng cười cười, trong tay quạt lông cũng thuận thế mở ra, kia thân hình cũng lập tức xuất hiện ở Diệp Vân bên người, Nhu Hòa nói, mấy vị đạo huynh, nếu như đều đã đến mà nói, chắc hẳn cũng vì cái này ma sát chi địa thiên tiên truyền thừa. Có hay không nên ra tay thế này, nhìn Tuấn Mỹ nam tử trong tích tắc liền xuất hiện ở trước mặt mình, Diệp Vân sắc mặt bình thường, nhưng trong lòng thì tại tính toán cùng nam tử chính diện giao thủ tỷ số thắng, chính mình sẽ lớn đến bao nhiêu nếu là chuẩn bị cùng ta chính diện giao thủ mà nói cái kia đạo huynh không khỏi là có thêm một chút tự tin mà như thế xúc động bất quá vẫn là trước nghỉ ngơi một chút đi ta cùng với bên cạnh mấy vị hảo hữu đang chuẩn bị chờ đợi giải quyết thương lượng ma hồn sự tình nếu là có hứng thú có thể cùng bọn ta cùng một chỗ mỉm cười nhìn sắc mặt hơi có chút khó chịu diệp vân tại người kia trong cơ thể hắn có khả năng cảm nhận được chính là một cỗ đủ để rời sông lấp biển giống như ngập trời sức mạnh to lớn cái kia linh hồn cường đại đủ để làm mình vô luận như thế nào đều không thể bằng được đấy cho nên hắn lựa chọn chính là cùng diệp vân cùng chung dắt tay xâm nhập mà không phải ở chỗ này cãi nhau mà trở mặt huống chi hắn bản tâm liền yêu thích yên tĩnh chi nhân nếu không cũng không cần phải đặc biệt ra tay làm cho lạnh lùng nữ tử thay mình đem những thế lực kia chưa đủ người đuổi đi chỉ để lại có thể đảm nhiệm người dù sao làm cho những cái kia nhỏ yếu người chịu chết bọn hắn trước khi chết phát ra ra thanh âm cũng cực kỳ làm cho người không thích ngươi là người phương nào sắc mặt bất thiện nhìn xuất hiện ở trước mặt mình áo trắng nam tử tại trên người của hắn thì linh linh cũng cảm nhận được người kia địa tiên cảnh tam trọng nghịch thiên tu vi hơn nữa nhìn lên tuổi chỉ sợ hay vẫn là không qua hai mươi loại thiên phú này chỉ sợ là đã xa xa vượt qua nàng cùng tỷ tỷ hai người tiên thuật tinh la thiên vốn chính là đôi người đồng thời tu luyện mới vừa rồi là có thể làm cho mình tại đây giống như tuổi tác đạt tới địa tiên cảnh nhất trọng mà nam tử nhưng là một người tu luyện liền có thể đuổi kịp và vượt qua nàng cùng tỷ tỷ cái này nguy hiểm, không thể không nói thật là có chút ít quá lớn. Coi như hết. Người nên biết người tính cách này, nếu là cùng người nói chuyện với nhau mà nói, liền trời sinh sẽ bị khi phụ sỉ nhục. Hãy để cho ta đến đây đi. Ngay tại Thủy Linh Linh mặt lộ vẻ bất thiện chất vấn nam tử lúc, phía sau nam tử trong năm người cũng chậm rãi đứng ra một gã mặc đỏ thẫm xiêm y nữ tử, nhất là nhìn mình trong lòng đạo lữ dĩ nhiên là bị một cái nữ hài chất vấn lúc, cũng sắc mặt bất thiện đi vào tuấn Mỹ nam tử bên người. Quyết y, nếu như đều là đi tới nơi này ma sát chi địa rồi hay vẫn là không nên tái khởi thị phi cầm nữ tử sắp rỗi ra làm như mỡ dê giống như bàn tay như ngọc trắng tuấn mỹ nam tử ánh ánh nhìn diệp vân ba người nói vừa rồi huyết y thật sự là thái quá mức xung đột các vị tại hạ ở chỗ này trước cùng các vị bồi tội rồi xem ra là một người tốt thế này kinh ngạc nhìn tuấn mỹ nam tử nói xin lỗi liền nói xin lỗi thủy linh linh cũng lộ ra nghi hoặc biểu lộ nói nữ nhân này là người thế nào của ngươi nha ngươi như vậy trợ giúp nàng hừ vấn tiên tự nhiên là ta huyết y duy nhất đạo lữ nếu không tại sao lại đối với ta tốt như vậy nắm ở tuấn mỹ nam tử cánh tay vái hồng nữ tử trong mắt có một tia giả hoạt hiện lên sau đó nhìn tuấn mỹ nam tử bên mặt chân thành nói vấn tiên ngươi nói có đúng hay không cái này huyết y hay vẫn là như vậy ưa thích hay nói dẫn thế này nhẹ gõ một cái người kia cái chán tại nữ tử ôm chặt lấy chính mình cánh tay làm cho cái kia mềm mại đè ép lúc bị nữ tử gọi vấn tiên nam tử cũng cười khổ nói, huyết y, chớ để làm cho người ta chế giễu, còn không mau mau đứng lên. Thiệt là, rõ ràng đều là đã làm được loại trình độ này rồi, lại vẫn không động tâm thế này, không muốn vung ra nam tử cánh tay, nhìn tuấn Mỹ nam tử trong mắt đối với chính mình cưng chiều lúc, nữ tử thỏa mãn kiểu cười rộ lên, sau đó cũng dương dương đắc ý nhìn Thủy Linh Linh, phảng phất là tại khoe khoang bình thường. Đắc ý cái gì, Linh Nhi cũng có, tức giận nhìn nữ tử như vậy trên cao nhìn xuống ánh mắt, Thủy Linh Linh, cũng ôm đồm qua Diệp Vân cánh tay, hung hăng dùng hai tay cuốn lấy. Tại Diệp Vân đối với Tuấn Mỹ nam tử lộ ra bất đắc dĩ cười khổ lúc, người kia cũng không tự giác cười, ngược lại cũng có vài phần đồng bệnh tương liên cảm giác. Huyết y, vấn tiên, hai người các ngươi nếu là ở như vậy thân mật xuống dưới, cái này ma hồn cuối cùng nên xử lý như thế nào sự tình, có phải hay không có lẽ trước để ở một bên rồi, đã cắt đứt nữ tử cùng Tuấn Mỹ nam tử tình hữu nghị trao đổi, phía sau hai người cũng vang lên một đạo có chút thô điên cuồng thanh âm khinh thường nhìn mình sau lưng đại hán huyết đi lạnh lùng nói nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo lại nhao nhao có tin ta hay không tiêu diệt ngươi cắt vậy người tốt xấu cũng đừng làm rộn quấn quyết lấy mạc vấn tiên a à. chúng ta nơi đây cũng cần vấn tiên trợ giúp đấy rụt cổ một cái đối với vái hồng nữ tử nói muốn tiêu diệt chính mình chuyện này đại hán cũng có được một ít chột dạ hiển nhiên cũng có chút tin tưởng nữ tử sẽ đối với mình làm ra chuyện như vậy huyết y không nên quá khi dễ phó sơn rồi tốt xấu chúng ta cũng môn phái sư huynh đệ tiếp tục như vậy mà nói ngươi cái này làm sư tỷ nhưng chỉ có có chút không xứng trước rồi nhìn nữ tử đang tại lạnh lùng uy hiếp đại hán mạc vấn tiên cũng bật cười khuyên can hai người mà đại hán bên người ba người cũng không làm tỏ thái độ hiển nhiên cũng quen thủ loại này bộ dạng lão tổ tông sát lục tiên điền còn không có tu luyện tới đệ lục trọng nếu là có thể tại đây tiền ma chiến trường đạt được lão tổ tông truyền thừa nhất định là có thể đến đệ lục trọng đến lúc đó vấn tiên người nói không chừng cũng đánh không lại ta thế này trong tay như là huyết dịch bình thường linh lực lơ lửng ở trường hiện ra đang nhìn máu nguyên hóa thành nhiều loại hình dạng lúc huyết y khẽ cười nói đã đến lúc kia nhưng chỉ có huyết y đến bảo hộ chúng ta ấm cười nhìn về phía nữ tử tại nữ tử cười duyên một lần nữa trở lại trong đám người lúc mạc vấn tiên cũng mỉm cười không thay đổi nhìn diệp vân nói tại hạ ẩn thế môn phái cửu cung thiên đệ tử mạc vấn tiên gặp qua các vị tiên đạo tông đệ tử cử cung thiên Danh tự Linh Nhi cảm giác ở nơi nào nghe nói qua thế này, nghi hoặc nghĩ đến mặc vấn tiên môn phái Thủy Linh Linh vắt hết óc trong đầu suy tư cái tên này còn giống như là tỷ tỷ của mình chính miệng nói không thể tưởng được cửu cung thiên đệ tử thật đúng là lại tới đây tôi luyện thật là có điểm ra ngoài ý định Thủy Doanh Doanh nhưng là thay đổi ngày xưa dáng tươi cười nhàn nhạt mở miệng nói bất quá các người phải đến cũng có thể là ở cái kia tam tiên thiên tri địa đem chỗ đó mới là của các người lão tổ cửu cung thiên đại nhân chuyển thừa chi địa. Tới đây ma sát chi địa, làm muốn vì sao? Sự tình ra có nguyên nhân, huyết đi nhà đầu kia cần nơi đây truyền thừa, cho nên ta cũng cần người này kiếm tiên truyền thừa, không có đã bị thủy doanh doanh lạnh lùng bề ngoài ảnh hưởng, mặc vấn tiên dáng tươi cười không thay đổi nói. Kỳ thật ta là không sao cả. Dù sao chẳng qua là sát lục tiên điển bên trên tu luyện đã xảy ra một ít vấn đề, không hỏi qua tiên biết rõ về sao nhất định là yếu nhân nhà ở chỗ này đạt được vị này thiên tiên đại nhân truyền thừa. Khanh khách thật sự là cầm hắn không có biện pháp đâu rồi chính là như vậy quan tâm người ta dáng tươi cười tràn đầy nhìn mạc vấn tiên tại hắn biết được tu luyện của mình xảy ra vấn đề lúc cái kia thứ sốt ruột bộ dáng thật là khiến nàng mỗi lần nhớ tới đều là kìm lòng không được trong lòng ấm áp linh nhi mặc kệ nơi đây truyền thừa linh nhi nhất định phải đạt được mới mặc kệ người có thể xảy ra vấn đề gì hay không thế này nhìn huyết y một bộ hạnh phúc dựa vào bên người một gã khác nữ hài bộ dạng thủy linh linh kiên chỉ nói coi như là ngươi là cửu cung thiên đệ tử, Linh Nhi cũng sẽ không dễ dàng dễ dàng nâng buông tha cho. Kỳ thật nếu như không phải huyết y nàng rất cần nơi đây truyền thừa, ta cũng có thể nhìn tại Vân Sơn huynh trên mặt mũi, bán một mình hắn tình cảm, dù sao hắn cũng dặn dò qua ta muốn hảo hảo bảo hộ hắn môn phái đệ tử, thật có lỗi nhìn Thủy Linh Linh, Mạc Vấn Tiên giận dữ nói, bất quá, nếu là có quan hệ huyết y sự tình, cái kia cũng chỉ có thể nói xin lỗi rồi. Lời nói, không phải nói như vậy kiên quyết, cái này truyền thừa còn chưa tới một bước cuối cùng cũng đừng vội vã như vậy có kết luận cười nhạt nhìn mạc vấn tiên người kia bộ dạng ngược lại là ít thấy khiêm khiêm hữu lễ hơn nữa cũng tuyệt không phải ngụy trang đấy cho nên diệp vân cũng không có cùng hắn chém giết ý niệm trong đầu nhưng mà đối với cái này lần truyền thừa hắn cũng ôm nhất định phải vì là hai nữ đạt được ý niệm trong đầu mới lại tới đây đấy xem ra là đại sư huynh biết rõ tin tức cho nên cho người đến đặc biệt chiếu cố chúng ta đấy sao Tại biết mình tin tức là ai lộ ra ngoài về sau, Thủy Doanh Doanh cũng không đang suy nghĩ vấn đề này, mà là quay đầu nhìn đang hạnh phúc dựa vào tại một cô thiếu nữ trên bờ vai Huyết Y, cười nhạt nói. Huyết Y cô nương, nếu không phải cố gắng mà nói, cái này truyền thừa, có thể sẽ bị tỉ muội chúng ta hai cái cướp đi à. Không sao á. À? Cứ việc vận dụng các người cái kia ngây thơ thủ đoạn tốt rồi, ta Huyết Y nếu như có thể hỏi đỉnh cửu cung sát lục thiên tri đình, cái này thủ đoạn, cũng không phải người chứng kiến đến như vậy thú vị à một đạo máu xoáy chậm rãi lay động tràn tại nữ tử đầu ngón tay xuất hiện trong đó làm cho bao hàm dày đặc sát ý nhưng là dường như có thể hóa thành lĩnh vực bình thường triển lộ ra mà thủy doanh doanh cũng đem bản thân tiên thiên linh thể khí tức tán phát ra bằng hàn khí lưu một cái chớp mắt liền cản trở lĩnh vực triển khai mà huyết y tại nhìn lĩnh vực của mình bị nữ tử làm cho trở ngại nhu hỏa ánh mắt lạnh lẽo hai nữ lạnh lùng đối mặt kiếm đạo lão tổ nhưng khi nhìn xuất hiện hán tiên thiên linh thể là cái gì nghi hoặc nhìn thở dài kiếm đạo lão tổ Diệp Vân khó hiểu nói, như thế nào, chẳng lẽ lại là nhìn không thấu sao? Tiểu tử, cái này thật đúng là một cái đại phiền toái à, ta ngược lại là tình nguyện nhìn không thấu tiểu tử này thể chất. Thế, nhưng là nếu như nhìn thấu, liền không thể không nói cho ngươi biết một cái tuyệt vọng tin tức, thở dài nhìn một mực là mỉm cười đối đãi tất cả mọi người mạc vấn tiên, kiếm đạo lão tổ không cam lòng nói, tiên thiên linh thể đỉnh phong chi nhất, cửu cung diệt thiên thể, kia bản thân liền có thích hợp nhất tiên thiên tu luyện công pháp tại bản thân mở ra cửu cung về sau cũng sẽ tự động đạt tới thiên tiên cảnh kia trình độ kinh khủng nghe nói cái kia cửu cung thiên tiên chính là này thể tu luyện mà thành cái này thật sự chính là một khối xương cứng rồi lại lần nữa đối với mặc vấn tiên cao liếc mắt nhìn người kia có được như thế tuyệt thế thể chất lại còn là có thể ôm lấy tâm bình tĩnh đối đãi tất cả mọi người phần này tâm tính cảm ngộ không thể bảo là không chân quý chỉ sợ hay vẫn là tấm lòng son đã xong vực này tư chất đã không phải là bình thường tuyệt thế thiên tài chỉ sợ cũng xem như đặt ở trong tiên giới hắn cũng có thể chiếm cứ vượt lên đầu địa vị làm như tại cảm thấy mạc vấn tiên thể chất nếu là thuộc về mình vậy liền thật sự hoàn mỹ kiếm đạo lão tổ cũng giận dữ nói vấn tiên không nên lại theo chân bọn họ náo loạn nếu không tán anh sẽ không vui vẻ đấy oán trách đôi mắt nhỏ chăm chú nhìn đang nhu hòa đối đãi rìa phân ba người mạc vấn tiên áo đen ở dưới nhỏ nhắn xinh xắn thân ảnh cũng tại lúc này phát ra âm thanh nói tán anh vấn tiên thế nhưng là người ta nhận định đạo lữ ngươi cũng không thể cướp đi nha nhìn mình dựa vào nữ hài chuẩn bị cùng vấn tiên làm nũng huyết y lo lắng nói cho cô bé nói thế nhưng là vấn tiên vẫn luôn không có đồng ý nha huyết y tỷ nếu như vấn tiên nguyện ý cái kia tán anh sẽ không để ý làm cho huyết y tỷ cũng ra nhập vấn tiên nơi đây bất quá tán anh nhưng là muốn làm lớn a à, đem áo bảo tiếp được ở đằng kia trương tuyệt mỹ khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra về sau kia như tuyết giống như da thịt cùng cái kia rất nhỏ ửng đỏ nhưng là làm cho nữ hải mị lực lại lần nữa tăng thêm vài phần mà nhìn nữ hải là rất nghiêm túc bộ dạng lúc nữ tử rồi lại là không có tại chỗ tức giận nhưng là khẽ cười nói người hay vẫn là không biết vấn tiên nha vấn tiên thế nhưng là rất lo lắng người ta đấy tại người ta lúc trước lưu lạc cửu cung giết lục thiên thời điểm vấn tiên thế nhưng là một người độc thân chiến chín tên địa tiên cảnh ngũ trọng khôi lỗi chỉ là vì nhường người ta không nên làm chuyện điên rồ kết quả nhưng lại không biết người ta cảnh giới kỳ thật đã đột phá hừ cái kia tán anh tại cửu cung bờ bên kia ngày thời điểm vấn tiên thế nhưng là sờ lên người ta đầu hiện tại thế nhưng là còn có vấn tiên khí tức thế này nhìn huyết y càng ngày càng chiếm ưu thế xu thế tán anh đỏ mặt nói cái gì vấn tiên cái này là chuyện khi nào tình cảm ta như thế nào cũng không biết nhìn tán anh một bộ hạnh phúc cười ngây ngô biểu lộ huyết y nhưng là không giành thưởng thức nữ hài đáng yêu khuôn mặt nhỏ nhắn mà là tức giận hỏi lúc ấy huyết y ngươi không phải đang bế quan ư cho nên ta liền cổ vũ rồi thoáng một phát tán anh kỳ thật cũng không quan hệ ạ à. chột dạ nhìn huyết y tức giận nhìn mình Mặc vấn tiên cười khổ nói cái gì gọi là không sao á người ta lúc ấy có thể cảm nhận được vấn tiên đối với người ta tràn đầy ý nghĩ yêu thương cùng cưng chiều thật sự là đáng tiếc có chút nữ nhân rõ ràng là ăn vấn tiên nhiều như vậy đậu hũ kết quả vẫn không có người nào nhà hạnh phúc thế này tranh phong tương đối ngẩng đầu đối mặt huyết y tại huyết y huệ oải gục đầu xuống lúc mạc vấn tiên lộ ra cười khổ không biết nên làm như thế nào vì cái gì linh nhi cảm giác là cái kia gọi là tán anh nữ hải vượt lên đầu nữ nhân này rồi nhìn huyết y lẻ loi chơi trọi tiêu sái đến một bên thùy linh linh cũng không khỏi thật tốt kỳ hỏi vốn cho là bằng vào phái hồng nữ tử thủ đoạn hẳn là có thể đơn giản thủ thắng mới đúng nhưng là bây giờ xem ra khả năng hay vẫn là tên kia gọi là tán anh nữ hải càng có thủ đoạn mới phải chương này con vớt xong ta cũng không biết nó nói cái gì luôn xem ra vấn tiên huynh tại ngày bình thường cũng có chút bận rộn à bật cười nhìn mạc vấn tiên lại muốn đi an ủi vái hồng nữ tử diệp vân cười nhạt nói bất quá từ xưa anh hùng nhiều hồng nhan vấn tiên huynh cũng là vận khí tốt rồi diệp huynh lại là đang giễu cợt ta người tu đạo bản nên là như vậy một lòng tu đạo những thứ khác dư thừa ý niệm trong đầu ta thật sự thật sự không có suy nghĩ nhiều thời gian mạc vấn tiên đang nghe rồi diệp vân trêu gạo lúc cũng cười khổ hồi đáp ai đã biết rõ sẽ xuất hiện những thứ này phiền toái, quả nhiên là a. À, nhìn trong sáu người có hai người không muốn lại lần nữa thảo luận lần này, ma thần hồn phách nội dung. Đại hán cũng có chút đáng chất lộ ra vui vẻ, hai người kia đều là trong môn phái cực hạn chi nhân, vô luận là tán anh bỉ ngạn thiên tri đình, hay vẫn là huyết y sát lục thiên tri đình. Đều là nhất định phải có địa tiên cảnh tam trọng thực lực đỉnh phong chiến lực, mới là có thể vượt qua. Mà chính mình ba người nói thật, chỉ là vì ba người này, với tư cách phụ gia mới đến đấy, còn nếu là nói thoải mái nhất liền cửu cung đại biểu đứng đầu người, liền bên cạnh mình cái này, một mực hấp dẫn nữ tính tu sĩ Mạc Vấn Tiên, kia lúc ấy càng là dùng nguyên anh cảnh thất trọng tu vi, xông qua rồi cửu cung chi thiên, lúc ấy liền kinh động đến cửu cung thiên trong tất cả trường lão. Cái này là như thế nào hành động vĩ đại, coi như là địa tiên cảnh tứ trọng tuyệt thế thiên tài, tại không có có mấy kiện tuyệt phẩm tiên khí dưới sự trợ giúp, cũng không cách nào lưu lạc qua, mà Mạc Vấn Tiên, nhưng là chỉ bằng mượn một chút phát ra hắc viêm tuyệt phẩm tiên khí một người một mình cưỡng ép vượt qua kiểm tra từ lúc kia lên người kia từ nguyên bản tuyệt thế thiên tài liền trực tiếp vì là tương lai môn phái chi chủ kia bản thân thể chất cũng bị những trưởng lão kia phát hiện đúng là cùng mở cửa lập phái cửu cung thiên tiên là cùng một loại thể chất thế gian này thật sự lại có trùng hợp như thế sự tình cho nên từ một khắc này lên tất cả trưởng lão đều là đem mạc vấn tiên cho rằng là cửu cung thiên tiên chuyển thế mà là thật không nữa chuyển thế cũng chỉ có cửu cung thiên chính mình một người biết rõ. Mà tuy rằng người phía trước đối với cái này thú nhận bộc trực, nhưng là đưa tới thêm nữa người chú ý, tự nhiên liền ngay từ đầu liền có được lấy vững chắc muôi mà ra đời vô thượng anh kiệt. Được rồi, hiện tại cũng không có thời gian cùng các người tranh luận những nội dung này rồi. Nếu là không chuyện, liền trước hết để cho mở à, nhìn nhìn trước mắt đội ngũ, Diệp Vân cũng không biết nên nói như thế nào, chỉ có thể là gọn gàng dứt khoát mở miệng nói. Mà sát chi địa trong ma thần hồn phách, không biết diệp vân huynh có phải là hay không đã chuẩn bị sẵn sàng nhìn diệp vân bộ dạng mạc vấn tiên cũng không ngăn cản mà là mở miệng nghi ngờ nói theo ta đối với diệp vân huynh rất hiểu rõ diệp huynh lá bài tẩy xác thực là có thêm chỗ hơn người nhưng nếu là không cùng chúng ta làm bạn mà đi có thể thật sự phải một người một mình đối mặt cái kia ma thần hồn phách cái kia ma thần hồn phách sự tình người là từ gì nghe được nhìn mạc vấn tiên nghi hoặc bộ dạng diệp vân nhàn nhạt mở miệng nói trong này tự nhiên là có được ta thể chất làm cho mang đến cảm ứng, thân thể này chất đối với những thứ này mà đầu thật đúng là ngoài ý muốn có chút mẫn cảm, cho nên cũng có thể làm cho ta đi đầu cảm ứng ra những thứ này, ma đầu vị trí cũng là không cần nghĩ đến bị những thứ này, mà đầu trước một bước đánh lén, đem Diệp Vân Nghi hoặc giải đáp, mặc vấn tiên cửa nhạt nói, chính là không biết diệp hình lá bài tẩy của ngươi, lại là cái gì. Cái này tiện bí mật rồi, xin hãy tha lỗi không cách nào bẩm báo, chắp tay ly khai. Thủy Doanh Doanh cùng Thủy Linh Linh cũng không nhanh không chậm theo sau Diệp Vân tiến vào trước mắt cực lớn cửa đá trước mặt. Đang lúc tán anh, bốn người chuẩn bị cản trở lúc, nhưng là nhìn thấy Mạc Vấn Tiên có nhiều thú vị nhìn Diệp Vân, cũng riêng phần mình buông tay đồng hành. Nhìn mình trước mặt cực lớn cửa đá, Diệp Vân cũng đưa tay thả chạm vào trên cửa đá, tại cảm nhận được trong đó khác thường lúc, trong cơ thể hỏa viêm lập tức đốt cháy tại cửa đá bên trong, mãnh liệt hỏa linh khí cũng xuyên thấu qua cửa đá ở trong hai hướng đốt cháy diệp vân nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn qua lên trước mặt đã là khét lẹt cửa đá lại lần nữa nhẹ nhàng vừa dùng lực liền đem trước mắt cửa đá hóa thành vỡ đá rơi là tả ở trước mặt mình phần này hỏa linh khí vận dụng sợ là có chút khó chơi rồi nguyên bản phiền muộn lẻ loi chơi trọi đi qua một bên huyết y cũng ở đây diệp vân cái này cũ hỏa linh khí trước mặt không khỏi lộ ra kinh ngạc chính mình tuy rằng cảm nhận được diệp vân có chút không dễ chọc nhưng một người nguyên anh cảnh tứ trọng tu vi coi như là có át chủ bài lại sẽ là lợi hại đi nơi nào. Nhưng bây giờ nhưng là nhìn thấy Diệp Vân đối với bản thân hỏa linh khí vận dụng lúc, cũng có được một vòng giày đặc nguy hiểm cảm giác, ánh mắt xéo qua ảnh hướng đến, nhưng là thấy được Diệp Vân lạnh lùng một bên bên mặt, nữ tử không khỏi nở nụ cười. Bực này nguy hiểm, ngược lại cũng có hứng thú, rồi cười nhạt nhìn về phía Diệp Vân, đang nhìn Diệp Vân cũng không để ý tới chính mình lúc, nữ tử cũng không làm ra dư thừa cử động, mà là đưa mắt nhìn Diệp Vân ba người đi đầu một bước tiến vào ma sát chi địa. Vấn tiên, vì cái gì không ngăn cản của bọn hắn nếu để cho bọn hắn đi đầu một bước tìm được vị kia thiên tiên truyền thừa cái khi chuyện này đang bị truyền bá đi ra ngoài đối với vấn tiên về sau đường cũng sẽ sinh ra không nhỏ ảnh hưởng à tán anh lo lắng nhìn tiến vào diệp vân ba người từ diệp vân sau lưng cái kia cổ kinh khủng tuyệt luân linh hồn chi lực ở bên trong người kia cũng có chút không tự giác lui về phía sau vài bước đồng thời nghi hoặc mở miệng nói liền để cho bọn họ đi vào trước đi phần này truyền thừa ta sẽ vì là huyết y tranh thủ đến đấy bất quá bên trong ma thần tàn hồn đích thật là một chỗ không nhỏ uy hiếp sợ là tại đây chút ít thiên tiên trong truyền thừa đều sẽ là có những thứ này ma thần tàn hồn lưu lại nếu không phải có thể có một cái tốt bắt đầu quảng đường còn lại liền không cần rời đi trong lời nói để lộ tự tin coi như là đối mặt là trong truyền thuyết ma thần hồn phách mạc vấn tiên cũng không sợ hãi chút nào ngược lại là một bộ mừng rỡ bộ dạng như cùng là đã tìm được đối thủ bình thường nhìn về phía diệp vân biến mất địa phương cũng ôn nhu cười cười chậm rãi bước đi theo. Mà nhìn Mạc Vấn Tiên đã là đi đầu đuổi kịp, năm người khác cũng chút nào không nói thêm gì, đồng dạng là yên lặng đi theo đi lên, bọn hắn tin tưởng Mạc Vấn Tiên sẽ không làm nhiều những thứ này sự việc dư thừa, chỉ cần là người kia gây nên, liền nhất định là có có chút chỗ mấu chốt tồn tại. Mà Mạc Vấn Tiên, nếu như làm ra tiến vào cử động, chắc hẳn cũng có có thể đối phó cái kia ma thần tàn hồn thủ đoạn, chỉ cần là người kia lựa chọn đường, bọn hắn sẽ phải vô điều kiện đi theo, bởi vì người kia đường tất nhiên sẽ là một cái tiền đồ sán lạn tinh quang chi lộ bọn hắn sở muốn làm đấy liền kiệt lực phụ trợ diệp vân nơi đây tốt tối thế này chột dạ rụt cổ một cái đang nhìn chung quanh bốn phía đều cũng có lấy khô lâu hình dạng đầu lâu với tư cách điều khác lúc thủy linh linh không khỏi phải nắm chặt diệp vân góc áo chăm chú theo sau đang dùng hóa linh khí cho rằng sáng nguyên đến chiếu sáng người kia nơi đây ma khí cũng có chút quá mức hơn xem ra trong này hãm phải càng sâu sẽ phải bị những thứ này mà khi cho ăn mòn đứng lên. Linh Nhi, Doanh Doanh, hai người các ngươi không có chuyện gì à? Quay đầu nhìn sợ lên Thủy Linh Linh, Diệp Vân cười nói, nếu là thật sự như vậy sợ hãi, liền thử dùng tinh thần năng lực đến chiếu sáng không thì tốt rồi, tuy rằng có thể sẽ là ngược lại hiệu quả liền. Hừ, Linh Nhi cũng không ngốc, cái này bốn phía đều là những thứ này phá khô lâu đến hù dọa người ta, nếu là dùng tinh thần năng lực trực tiếp chiếu sáng mà nói, vốn liền không muốn gặp lại những thứ này khô lâu. Đã đến lúc kia, chẳng phải là trận mắt nhắm mắt đều sẽ là thấy được đi theo tại diệp vân sau lưng thiếu nữ bất mãn mở miệng nói bất quá tỷ tỷ không sợ sao phảng phất có cảm giác quay đầu nhìn chính mình sắc mặt bình thường tỷ tỷ thủy linh linh không khỏi nghi hoặc hỏi linh nhi còn tưởng rằng tại nơi này tỷ tỷ hẳn là sẽ bị hù bổ nhào vào diệp vân trong ngực thế này nếu thực sự là như thế ta đây thật sự chính là có chút may mắn bật cười nghe thủy linh linh mà nói diệp vân cười nhạt nói người nhà đầu kia Thật đúng là cái gì đều nói thế này, tức giận nhìn mình không che đậy miệng muội muội, cũng không biết người kia cái đầu nhỏ trong đều là giả bộ cái gì, lại vẫn nói ra những thứ này mê sảng. Người ta cũng chỉ là suy đoán nha, dù sao doanh doanh lá gan có lẽ, cùng linh y không sai biệt lắm lớn nha, cho nên suy đoán thoáng một phát cũng tốt đấy, lộ ra một đoạn răng mèo, tại nhìn mình tỉ tỉ bất đắc dĩ đang nhìn mình lúc, thủy linh linh trong lòng cũng có được thỏa mãn. Bởi vì dọc theo con đường này ngoại trừ những thứ này đầu lâu bên ngoài, những thứ khác giống như đều là như vậy bình thường coi như là chính mình ngay từ đầu đối với mấy cái này chân bóng thiên linh cái có sợ hãi nhưng nếu là thời gian dài xem thế nào xuống cũng hiểu được chẳng qua là như vậy rồi a à, thật nhàm chán nha một bộ cực độ nhàm chán bộ dáng tại nhìn về phía trước đường mòn càng ngày càng rộng rãi lúc không khỏi nghĩ lên chính mình hình như là thật lâu đều không có như vậy buông lòng đi ra du ngoạn qua thiếu nữ cũng trong mắt vui vẻ nhìn về phía trước xuất hiện yếu ớt ánh sáng chạy chậm lấy đuổi tới linh linh cẩn thận một chút nhìn thủy linh linh hỏi cũng không vấn đề đều trực tiếp chạy về phía trước phương hướng thủy doanh doanh không khỏi lo lắng nói yên tâm đi làm sao có thể như vậy trùng hợp xuất hiện nguy hiểm nha đều là doanh doanh mình ở nghĩ lung tung á bật cười nhìn về phía phía trước quang cảnh tại nhìn trước mắt xuất hiện huyết hải lúc thủy linh linh cũng mở ra chân trực tiếp đình chỉ ở trong lòng khẽ run rẩy tại cảm thụ được trong đó nồng đậm huyết khí lúc cũng có chút ít hối hận nơi đây hẳn là thiên tiên truyền thừa chi địa hay vẫn là ma thần truyền thừa chi địa, vì sao cái này trong biển máu tà dị là như vậy thấu triệt? Phảng phất là có bản thân linh tính bình thường, mà Diệp Vân cũng ở đây đi vào Thủy Linh Linh bên người lúc, sắc mặt siết chặt nhìn xuất hiện ở trước mặt mình huyết hải. Thú vị đồ vật, xem ra hẳn là cái nào đó thiên tiên dùng kéo ra ma thần tinh huyết, dùng để chế tạo cái này ngưng huyết trận, mới vừa đạt tới rồi bây giờ loại tình trạng này, kiếm đạo lão tổ tự nhiên là ánh mắt so với ở đây tất cả mọi người phải cao hơn một bậc nhìn xuất hiện ở diệp vân trước mặt tinh huyết trì không khỏi cười mở miệng nói người đối với mấy cái này vẫn có lấy nghiên cứu hay sao nghi hoặc nhìn kiếm đạo lão tổ diệp vân nói đúng vậy a à, nhớ rõ lúc trước lão giả ta cũng có được rất nhiều thời gian đến đông làm tay làm một ít gì đó cho nên đối với những thứ này chênh lệch đồ vật cũng so sánh hiểu rõ cái này thiên tiên ngược lại cũng có chút thủ đoạn lại vẫn có thể hút ra ra ma thần tinh huyết phải biết rằng những cái kia ma thần đều là thuộc về làm bằng sát thân thể mặc dù đang nơi đầy huyết dịch chẳng qua là bốn năm giọt nhưng là đồng dạng chân quý làm như cảm thụ lớn hơn trong này mà thần tàn phế ý nghĩ kiếm đạo lão tổ cũng thoáng đã đến chút ít hứng thú nhìn mình trước mắt hiển hiện cảnh sắc lúc không khỏi cười nhạt nói bất quá ngươi cũng đừng nghĩ sơ suất quá nếu là bị cái này trong biển móng một ít gì đó cho lên lụy xuống dưới nhưng chỉ có có chút không thật là khéo cái này còn có cái gì diệp vân nghe kiếm đạo lão tổ mà nói về sau cũng vận dụng tinh thần chi lực đến cảm thụ trong biển máu sinh linh khí tức nhưng là mặc cho diệp vân như thế nào thăm hỏi rồi lại luôn không công mà lui đem tinh thần chi lực phản hồi trong thức hải thủy linh linh nhìn diệp vân đang tại vận dụng linh hồn chi lực đến quét mắt huyết hải ở chỗ sâu trong cũng làm ra cùng diệp vân đồng dạng sự tình lập tức một cỗ cuồn cuộn tinh thần chi lực từ thiếu nữ bàn tay không ngừng tuôn ra tại kia ném ra ngoài trong biển máu lúc huyết hải cũng xuất hiện dị biến trong đó càng là có thêm một đạo khổng lồ huyết thân hiển hiện ra đứng ở diệp vân ba người trước mặt linh nhi chẳng qua là thăm dò thoáng một phát sẽ không cho linh nhi lớn như vậy một kinh hỉ à thất thố lấy nhìn về phía từ chính mình dẫn phát cực lớn huyết thân thủy linh linh cũng không khỏi phải nở nụ cười khổ ngươi cũng không nên tìm linh nhi phiền toái phải tốt liền tìm diệp vân tốt rồi người nhà đầu kia trong tay hiện ra một cái xích viêm làm cho ngưng tụ mà thành trường tiên tại diệp vân rót vào trong cơ thể hỏa linh khí lúc kia sau lưng cũng nổi lên khắp nơi thiên hỏa hải dị tượng liền muốn đem trước mặt cái này huyết hải trực tiếp đốt cháy bốc hơi khô. Tiểu tử ngươi thật đúng là tâm lớn, loại chuyện này đều là có thể làm ra được. Nhìn Diệp Vân như vậy bất kể hậu quả cử động, kiếm đạo lão tổ cũng mắt lộ ra kinh ngạc, đồng thời cũng thời khắc đang dùng thần hồn của mình chi lực thủ hộ lấy Diệp Vân, miễn cho đến lúc đó xuất hiện biến cố gì, làm cho mình đều là phản ứng không kịp nữa. Ô oh. hô! Đang bị rực màu đỏ nham thạch nóng chảy lăn nhập huyết hải thời điểm, huyết hải bên trên cũng lập tức nổi lên rất nhiều màu đỏ bong bóng khí, mà diệp vân cũng nhàn nhạt, nhạt, nhìn trước mắt hết thảy lại là bóp nát trên trăm cục tuyệt phẩm tiên linh chi thạch đem người nguyên vẹn linh lực hoàn toàn bổ sung nhập trong cơ thể của mình cảm thụ được trong cơ thể hỏa linh khí lại lần nữa sung dụ diệp vân sau lưng ảo ảnh biển lửa cũng lại lần nữa chân thật thêm vài phần ở đằng kia hỏa viêm bốc hơi hòa hợp điểm lại lần nữa tăng cao lúc kia cực lớn không đầu huyết thân dường như chính là khối cây khô củi bình thường liền bị hỏa viêm toàn diện bao trùm lên mà diệp vân cũng vui vẻ ý kiến đến đây thở ra thật sự chính là đốt cháy rất lợi hại thế này kinh ngạc nhìn trước mắt mình xuất hiện hỏa diễm cự nhân thùy linh linh cũng bắt lộ ra kinh ngạc nguyên bản lo lắng sớm sẽ không biết nhét vào chỗ đó đang mùi ngon nhìn diệp vân vận dụng tuyệt phẩm tiên khí đem đốt cháy hầu như không còn phía dưới liền chính thức cần phải cẩn thận địa phương cảm thụ được trong biển máu chấn động diệp vân nhắc nhở linh nhi doanh doanh hai người các ngươi cẩn thận không nên rơi vào cái này trong biển máu lập tức có thể sẽ xuất hiện một ít không tốt đồ vật sẽ không lại là một ít thân thể cực lớn quái vật a à, nếu là như vậy hay là muốn linh nhi tự mình xuất thủ tìm kiếm cái lạ giống như vui mừng phảng phất là đang đợi trong biển máu sẽ xuất hiện như thế nào làm chính mình động tâm cảnh sát tại diệp vân nhìn xung quanh máu loãng không có ở đây bốc hơi bốc lên bong bóng lúc cũng yên lặng cùng đợi trong đó nổi giận giống một đầu cực lớn huyết sư trong giây lát nhảy ra huyết hải phía trên sư chân rậm trên chính là từ huyết hải tạo thành cầu thang xung quanh lông bờm cũng bị máu loãng nhuộm phải có chút tà dị lãnh ngạo nhìn mình dưới thân diệp vân ba người phun ra tiếng người nói đi vào nhân loại tu sĩ ta tiếp nhận chủ nhân chi mệnh chờ các ngươi đã lâu rồi huyết hải chi linh ư ngược lại là có chút ý tứ rồi nhìn xuất hiện ở trước mặt mình cực lớn huyết sư diệp vân cười nhạt nói không biết tiền bối là có gì chỉ giáo hay vẫn là nói đem ta và ba người cản trở ở chỗ này đến tột cùng là tính thế nào đấy cái này còn phải nói sao không phải là muốn phải cho chúng ta cân nhắc á à? Thủy Linh Linh lúc này thời điểm ngược lại là trực tiếp mở miệng, làm cho Diệp Vân không khỏi cười khổ nói. Hay là trước nghe thoáng một phát cái này huyết hải chi linh nói như thế nào à? Nếu là nó không cùng chúng ta giao chiến mà nói, vậy liền tốt nhất rồi. Tiểu tử, bản tính ngược lại là đánh không sai, nhưng người cho rằng loại chuyện này thật sự có khả năng phát sinh sao? Huyết sư nhiều hứng thú nhìn mặt không đổi sắc Diệp Vân, tiểu tử này, chẳng qua là nguyên anh cảnh tứ trọng tu vi, là như thế nào cảm giác mình sẽ không đối với kia động thủ đấy nếu là có khảo nghiệm mà nói, hay vẫn là xin tận lực nhanh chút ít thi triển, dù sao bây giờ còn là so sánh thời gian đang gấp đấy. Nhìn huyết sư bộ dạng, Diệp Vân cười nhạt nói, bất quá nếu là tiền bối thật sự nguyện ý tha cho tiểu tử một mạng, ta cũng có thể tiếp nhận. Hạc hạc, thú vị, người thật sự rất thú vị, cất tiếng cười to, tại huyết sư cười lớn lộ ra sơ hở lúc, Diệp Vân cũng ánh mắt sững sờ, liền trực tiếp vận dụng không gian pháp tắc ngay lập tức đi vào huyết sư miệng lớn dính máu chỗ, trong tay tự ảnh thần kiếm, cũng ở thời điểm này, Bị Diệp Vân nắm trong tay, chém xuống một kiếm. Phanh. dày đặc màu xanh kiếm quang xẹt qua huyết sư quanh thân, nhưng là sát xuất hiện hỏa tinh bên ngoài, không tiếp tục dấu vết khác. Ngay cả huyết sư gia lông đều là không có phá trà phá chút nào. Diệp Vân nhìn huyết sư khinh miệt nhìn chính mình lúc, cũng lộ ra dáng tươi cười, tay trái cầm kiếm, tay phải về phía trước vung lên, liền lại lần nữa đem Hỏa Long tiên triệu hoán ra. Nếu là ngươi có thể chính diện nghênh tiếp ta một kích này, rồi lại cũng không bình thường rồi bật cười nhìn mình trước mặt huyết sư diệp vân sau lưng thiêu đốt lên thiên hỏa hải lại lần nữa hàng lâm kia bản thân liền đầy trời nham thạch nóng chảy hạt mưa rơi tại trong biển máu mỗi một giọt đều là tại hao tồn lấy đại lượng máu loãng mà huyết sư nhưng là không thèm để ý chút nào nhìn diệp vân sau lưng hỏa vũ cười nói như cái này sẽ là của người thủ đoạn nhưng chỉ có làm cho ta chế diễu đích thật là không thể để cho tiền bối chế diễu cho nên liền mời tiền bối chính diện cùng giao phong tốt rồi cười nhạt nhìn về phía huyết sư diệp vân ánh mắt tùy theo lạnh lẽo liền sau lưng khắp nơi thiên hỏa hải hóa thành trong tay một kích chính diện oanh kích tại huyết sư chi thân rực màu đỏ ánh lửa chiếu rọi tại huyết sư phía trên diệp vân nhìn bị chính mình một kích thiên hỏa hải bị phá hủy một nửa thân thể huyết sư thở dốc một hơi cười nhạt nói xem ra cái này kết quả hẳn là ta thắng mới phải hắc hắc cái này có thể không nhất định à huyết sư há miệng khẽ hấp dưới thân huyết hải liền phô thiên cái địa bị cuốn vào sư trong miệng tại cắn nuốt không sai biệt lắm lúc huyết sư bị diệp vân bị phá hủy một nửa mình sư tử cũng trọng mới xuất hiện tại diệp vân trong mắt mà huyết sư cũng cười nói thủ đoạn cũng không tệ nhưng ngươi nếu là không có bổn sự hạn chế cái này ma thần huyết hải mà nói chỉ sợ liền đánh không lại ta lời nói cũng không phải nói như vậy cười nhạt nhìn mình trong mắt huyết sư diệp vân trong mắt cũng xuất hiện hiếu chiến trí đồng thời trong lòng cũng hoàn toàn yên tĩnh dường như cũng đang suy tư kế tiếp hẳn là như thế nào đối phó huyết sư nếu là thủ đoạn dừng bước tại này mà nói liền có lẽ để cho ta tới chung kết mới là rồi không có thời gian đợi đến lúc diệp vân suy tư huyết sư thỉnh thịch giữa hình thể lại lần nữa gấp bội kia nguyên bổn chính là cối say lớn kích thước lưng áo một mực là tăng dài đến nơi say bột bình thường lớn nhỏ mới vừa rồi là đình chỉ tăng lớn lại lần nữa nhìn về phía diệp vân lúc huyết sư một nhẹ răng liền chân đạp lấy không gian bước ra liên tiếp huyết sắc gợn sóng tại hóa thành tàn ảnh ập vào diệp vân trên người lúc diệp vân trên người bạch quang ẩn hiện tại trong nháy mắt liền trực tiếp sử dụng không gian pháp tắc tránh qua tránh né huyết sư miệng máu thôn phệ đồng thời cười nhạt nói nếu như ngươi là cối như thế liền đừng trách ta chính thức ra tay độc ác rồi chê cười ngươi chỉ để ý ra tay liền bản sư còn sẽ không sợ hãi một người nguyên anh cảnh tiểu tử nhìn mình một kích cũng không thành công huyết sư cũng hiểu biết rồi mình nếu là không sử dụng giới thân huyết hải sợ là ngăn không được nắm giữ không gian pháp tắc diệt vân dứt khoát điều khiển giới thân huyết hải cũng chuẩn bị thừa dịp diệp vân không có kịp phản ứng mà một kích trúng mục tiêu dư thừa động tác chỉ là vì nhanh hơn người bị thua bước chân chỉ này mà thôi phải nhẹ buông tay hỏa long tiên trên không trung hóa thành hỏa viêm tan biến tại vô hình mà diệp vân cũng lạnh lùng đang nhìn mình trước mặt huyết sư cười nhạt nói đến đây đi cho ta xem nhìn cái này ma thần huyết hải thủ hộ chi linh là có thêm như thế nào có thể vì không phải là cho người thất vọng đấy tiểu tử miệng máu một trương kinh khủng nuốt hấp chi lực càng là trực tiếp đem diệp vân dưới thân huyết hải điên cuồng nuốt hút kiếm đạo lão tổ cũng đối mặt với cái này cổ kinh khủng hấp lực mà nhiều hứng thú cái này nhỏ sư tử ngược lại cũng không tệ à lại vẫn có thể dùng loại phương pháp này đến gia tăng lực lượng ừng ngực đợi cho huyết sư to lớn dáng người đã là hoàn toàn biến dạng mà trở nên mập mạp không chịu nổi lơ lửng tại không trung lúc diệp vân trong tay tự ảnh thần kiếm cũng nắm hướng trước mặt đồng thời thân kiếm bên trên cũng bắt đầu khởi động lấy đặc thù lôi linh chi lực đồng dạng là có diệp vân bản thân chân khí chi lực tồn tại hai cỗ bổn nguyên cùng chung giao hội tại trên chuôi kiếm kia màu xanh chuôi kiếm cũng tại lúc này chuyển hóa làm lam cực chi sắc tại diệp vân nhìn trên bầu trời huyết sư không nhanh không chậm dẫm chống không không khí đi với bản thân bên người lúc diệp vân khóe miệng nhất cầu chính mình đồng dạng là cho là mình sẽ không thua nếu như cái này huyết sư là như vậy tự tin vậy liền từ chính mình đến đánh bại người kia cái kia ngạo nghệ tốt rồi bất quá cái này huyết sư khí tức bây giờ chấn động đã là vượt qua địa tiên cảnh tứ trọng người có hay không thật sự có nắm chắc đối phó nó ngay tại diệp vân chuẩn bị toàn lực vận dụng thiên sinh nhất kiếm lúc kiếm đạo lão tổ nghi hoặc thanh âm cũng vang lên nếu là ở lúc bình thường chính mình tự nhiên là sẽ để cho diệp vân một mình đến đối mặt nhưng là bây giờ cái này huyết sư rồi lại là có thêm ma thần tinh huyết đến với tư cách bổn nguyên đến cùng diệp vân chống lại cái này là khó tránh khỏi có chút quá mức cho nên mình cũng hỏi hướng diệp vân nếu là người kia nguyện ý chính mình tự nhiên là có thể dễ dàng đem cái này đầu nhỏ sư tử trọng thương nếu là có thể mà nói liền mời ngươi tận lực không nên dùng ngươi chi lực đến hạn chế trận này trò chơi nếu là bị quấy dày hào hứng chỉ sợ ta cũng sẽ rất thất vọng đấy trong mắt bắt đầu khởi động cuồng nhiệt xu thế lấy diệp vân cũng không làm cho kiếm đạo lão tổ đến nhúng tay mà là chỉ dựa vào lấy chính mình đến giải quyết chuyện lần này thiên sinh nhất kiếm người màu lam kiếm khí ở trên nhìn như hư vô mờ mịt kiếm quang cũng có được màu lam lôi đình tụ tập trong đó hóa thành vô cùng chi huy đánh úp về phía huyết sư chi thân mà huyết sư cũng nhìn diệp vân một cách này trợn mắt tương đối sư đồng tử huyết quang đại phóng liền trực tiếp đã tiến hành thôn phệ không nghĩ tới đầu kia sư tử vậy mà như thế lợi hại diệp vân cũng không có chút nào biện pháp đâu nhìn diệp vân cùng huyết sư tiến hành cuối cùng đánh cược một lần thủy linh linh cũng sợ hãi thán phục nhìn huyết sư nếu như là của mình lời nói, chỉ sợ cũng tính là muốn thủ thắng, cũng có được không có khả năng. Thế nhưng là cái này đầu huyết sư, nhưng là tại Diệp vân trong mắt, liền bị tùy ý kích thương, nếu là huyết sư không có giới thân huyết hải làm làm bổn mạng trinh nguyên đến bổ sung tổn thất tất cả, chỉ sợ sớm đã là ở luồng thứ nhất giao phong ở bên trong sẽ phải bị diệp vân chém xuống mà bây giờ nhìn diệp vân cũng lâm vào khổ chiến lúc thủy linh linh cũng sốc lại nói hy vọng cái này đầu hồng sư tử đột nhiên ngã sấp xuống ngã sấp xuống ngã sắp xuống. Tốt rồi Linh Nhi, lúc này đây thế nhưng là Diệp Vân thắng a, à. bật cười nhìn về phía đang nhỏ giọng giúp đỡ Diệp Vân cố gắng lên Thủy Linh Linh, Thủy doanh doanh khẽ cười nói, nếu là như vậy ưa thích trợ giúp Diệp Vân cố gắng lên mà nói, lớn tiếng nói ra không thì tốt rồi. Vậy sau này á? À? Người ta chẳng qua là không hy vọng cái này đầu sư tử thắng nha, rõ ràng đều là bị vị kia Thiên Tiên đại nhân cho nhốt ở chỗ này rồi, nhưng vẫn là như vậy chỉ cao khí ngang, nhìn sẽ rất khó được thế này nghe thủy doanh doanh đem trong lòng mình sự tình vạch trần thủy linh linh không khỏi sửa lời nói luôn như vậy không thành thật một chút mà nói nói không chừng diệt vân đảo mắt sẽ phải thu cái khác nữ hải cho rằng muội muội mình à tự nhiên cười nói lại nhìn muội muội của mình khó được làm ra bực này thẹn thùng bộ dáng lúc thủy doanh doanh cũng trêu ghẹo nói hừ cái này không thể được rõ ràng đã là đã có đáng yêu như thế nữ hải nguyện ý cho hắn làm lúc muội muội rồi hắn còn muốn thế nào nha bất mãn nhìn thủy doanh doanh thủy linh linh nói Vậy liền phải nhìn biểu hiện của ngươi rồi, nếu là biểu hiện quá kém cỏi, loại chuyện này cũng không phải là nói đùa đùa thế này." Cười nhạt nhìn về phía trong lòng bối rối Thủy Linh Linh, nước tràn đầy nụ cười nhẹ nhàng nói, "Bất quá cũng không sao á." Dù sao Linh Linh cũng không cần Diệp Vân đương gia huynh đấy, đúng hay không? Khục khục, kỳ thật lời nói cũng không phải nói như vậy á. Nếu là có thể mà nói, Linh Nhi hay vẫn là hy vọng có thể có nhiều người đến đâu đấy, cẩn thận uốn nắn cô gái này sai lầm. Thủy Linh Linh đỏ mặt giải thích nói. Khanh khách, không đùa ngươi rồi, bất quá Diệp Vân cùng cái kia huyết sư giao phong, có lẽ cũng muốn phân ra thắng bại. Ngẩng đầu, nhìn trên bầu trời hóa thân thành lôi đình Diệp Vân cùng huyết hải huyết sư đối địch cùng một chỗ, Thủy Doanh Doanh nói. Bất quá bọn hắn hai người hẳn là thế nào mới có thể là phân ra thắng bại a? À, chẳng lẽ là phải chờ tới bản thân linh lực không sai biệt lắm, đều là hao hết thời điểm, nhìn xong phương ai còn dư lại linh lực nhiều không? giờ phút này thạch động đã là bị cái này hai cỗ trói mắt vầng sáng bao phủ huyết sắc quỷ dị màu lam thánh khiết coi như là diệp phân cũng ở đây cùng cái này huyết sư đối địch xuống dần dần rơi xuống hoàn cảnh xấu chính diện cùng hắn giao thủ mà nói hay vẫn là sẽ ở vào hoàn cảnh xấu đấy sao thở sâu hóa thân thành lôi đình kiếm quang hắn coi như là sử dụng thiên sinh nhất kiếm coi như là phía trước chiếm cứ vô cùng ưu thế rồi lại là không có tại trước tiên đem huyết sư giết chết mà nhìn huyết sư đang không ngừng mượn nhờ dưới thân huyết hải đạt được bổ sung lúc diệp vân cũng trong lòng cân nhắc hôm nay chân khí của ta cùng lôi linh khí cũng tiêu hao không sai biệt lắm hỏa linh khí tại thi triển thiên hỏa hải thời điểm mặc dù là có ngắn ngủi bổ sung nhưng là toàn bộ tiêu xài tại phía trên còn dư lại liền chỉ có băng linh khí còn chưa vận dụng diệp vân trong cơ thể cũng bắt đầu khởi động lên băng linh chi lực thế nhưng là đang suy nghĩ lúc diệp vân cũng trước buông tha cho ý nghĩ này không phải mình không muốn vận dụng băng linh khí mà là mình bây giờ băng linh khí coi như là thi triển xuống chỉ sợ cũng đúng không rồi huyết sư tạo thành cái gì quá lớn uy hiếp mà mình bây giờ duy nhất đối với huyết sư có uy hiếp thủ đoạn cũng chỉ còn lại có kiếm đạo lão tổ linh hồn lực mà linh thần cũng bởi vì vì là trong cơ thể mình lôi linh khí đều tiêu hao hết toàn bộ mà không có thể triệu hoán ra cho nên hiện tại duy nhất có thể đánh vỡ cục diện bế tắc đấy liền chỉ có đem món đó tuyệt phẩm tiên khí nhận chủ rồi tinh thần chi lực tiến vào chữ vật pháp bảo bên trong Diệp Vân nhìn bị chính mình yên tĩnh bày để ở một bên băng hệ tuyệt phẩm tiên khí. Trong đó lãnh diễm khí chất không giống nam tính tu sĩ sử dụng, nhưng là càng có một cố âm tính ôn nhu. Ở đằng kia, như là óng ánh băng chủy trước mặt, Diệp Vân lại là trong lòng thở dài, tinh thần chi lực giao qua trong đó. Quả nhiên, khiến nó nhận chủ vẫn chưa được à. Nhìn băng chủy đối với chính mình ôn hòa thái độ, Diệp Vân cũng lộ ra cười khổ, nếu không có tình cảm bất đắc dĩ, mình là thật sự không định vận dụng chiêu này. Tinh thần lực của mình, có thể là có thể hoàn toàn nghiền ép qua cái này tuyệt phẩm tiên khí linh trí coi như là tạm thời khu trừ cái này tuyệt phẩm tiên khí khí linh đến làm cho linh trí của mình tạm thời hành động mà nói mình cũng có thể làm được vốn ta cũng không muốn ra hạ sách này đấy thế nhưng là ngươi cố ý không nghe mệnh lệnh của ta cho nên a à chớ trách ta trong lòng đã định mình bây giờ nếu là ở không động thủ sợ là sẽ bị cái kia huyết sư cho chiếm hết thượng phong sau đó làm cho mình bị thua loại kết cục này chính mình tự nhiên là sẽ không đồng ý cho nên nói cũng trực tiếp vận dụng tinh thần chi lực cưỡng ép trục xuất hắc hắc đã sớm biết tiểu tử ngươi chuẩn bị làm như vậy diệp vân trong lòng kiếm đạo lão tổ nhìn diệp vân đang vận dụng tinh thần chi lực cưỡng ép trục xuất sống nhờ tại tuyệt phẩm tiên khí trong linh trí lúc không khỏi cười nói vốn là có lẽ như thế nếu là nói cách khác thật đúng là để cho bọn họ không biết ai mới là chủ nhân chân chính băng chùy bên trên truyền đến hoàng sợ sóng tinh thần động hiển nhiên cũng không có sự liệu được diệp vân vậy mà cưỡng ép đem chính mình từ tuyệt phẩm tiên khí bên trên cướp đoạt ra mình bây giờ đã mất đi tuyệt phẩm tiên khí về sau chẳng qua là một đoạn bình thường linh trí thậm chí là qua không được bao lâu chỉ sợ sẽ phải triệt để tiêu tán tại đây chữ vật pháp bảo bên trong mà kiếm đạo lão tổ nhìn xuất hiện ở chữ vật pháp bảo trong màu trắng nguồn sáng cũng cười cười phát tay lúc liền một cỗ manh mông linh hồn chi lực đem bao trùm tại diệp vân chuẩn bị triệt để nghênh chiến lúc cũng vì diệp vân đã làm xong là hài lòng nhất ý định chỉ cần là diệp vân có thể mượn nhờ cái này băng dao găm tuyệt phẩm tiên khí chi uy chiến thắng coi như là cái này linh trí bảo tồn không được cũng không có gì đáng tức đấy bất quá chính là sẽ đau lòng một điểm mà thôi những thứ này tuyệt phẩm tiên khí linh trí chớ không phải là thật sự cho là mình là cái gì khó lường đồ vật nếu không phải có lấy kia bản thân thiếu không thiếu được nguyên nhân chỉ sợ sớm đã là bị kiếm đạo lão tổ trực tiếp cho xóa đi mất bỏ mặc những thứ này tuyệt phẩm tiên khí linh trí tự như cùng chơi đùa hài đồng bình thường. Càng là cưng chiều, kia tâm tính liền càng thêm phản nghịch, cho nên chỉ có thể là nghiêm thêm quất, đánh tới người kia không dám có ý niệm phản kháng, làm cho người kia không có ở đây có phản bác ý tưởng. Ân, người tiểu tử này vẫn còn có sao năng lực sao, cảm thụ được từ dìa phân trong cơ thể bắt đầu khởi động băng linh khí về sau, huyết sư cũng hơi một kinh ngạc, sau đó liền nhìn mình ra lông dĩ, nhiên là có một tia bị đóng băng dấu vết, không khỏi cười nói, nếu như ngươi là cảm thấy có thể đem ta đóng băng ở, liền có chút khó tin rồi à. Thực sự không phải là hắn tự đại, mà là người kia vốn là có ma thần tinh huyết bực này nóng bức đặc điểm, tuy rằng so ra kém diệp vân thiên hỏa hải, có thể đem đốt cháy trình độ, nhưng cũng tuyệt không phải bình thường băng linh khí có khả năng khắc chế đấy. Chẳng qua là mượn một kiện tuyệt phẩm tiên khí mà thôi, ta nghĩ chắc có lẽ không quá vướng bận mới đúng, lộ ra sáng tươi cười. Diệp Vân đang nhìn huyết sư sắp toàn diện bị chính mình đóng băng lúc, cũng hơi chút lòng chậm khẩu khí giống phẫn nộ gào to huyết sư là trực tiếp liền đem diệp vân hạn chế cho giống phá đang run rơi lông bờm bên trên khối băng lúc diệp vân cũng thu liễm từ ảnh thần kiếm đồng thời một hơi liền nát bấy rồi trên trăm cục tuyệt phẩm tiên linh chi thạch sau đó vận dụng tôi tiên tâm pháp trực tiếp liền đem những thứ này thuần khiết tiên linh khí hấp thu nhận thua hay vẫn là cùng ta tái chiến nhìn huyết sư đã là toát ra cười khổ diệp vân nhạt cười hỏi hặc hặc lần này liền coi như các ngươi qua cửa tốt rồi cái này năm nguyên anh cành cũng càng ngày càng biến thái vậy mà cũng có thể cùng bổn sự giao thủ nếu để cho chủ nhân biết chỉ sợ lại là sẽ cười ra tiếng âm a bật cười giống lên một tiếng tiêu già máu mình sư tử ở dưới huyết hải khô héo cả vùng đất hiện ra một đạo phong bế môn hộ đang bị huyết sư gào to triệu hoán ra về sau huyết sư cười nói tốt rồi các ngươi liền đi đầu và đi thôi cũng không nên nói cho ta biết cho các ngươi mở đầu đường nhỏ đây lấy gì nghi hoặc nhìn huyết sư Diệp Vân cũng không có lý giải người kia trong lời nói ý tứ, chẳng lẽ lại đây là cái này huyết sư một mình cho nhóm người mình mở chọn đường nhỏ hay sao? Tự nhiên là có chút ít chỗ tốt, chủ nhân đã từng đã thông báo ta, như là đụng phải một ít đầy đủ kinh tài diễm diễm đấy, liền có thể làm cho hắn tiến vào nơi đây, cho nên tiểu tử ngươi ta cũng tạm thời phán làm hợp cách tốt rồi. Nhìn Diệp Vân tràn đầy nghi hoặc bộ dạng, huyết sư cười nói, bất quá con đường này cũng có được rất nhiều nguy hiểm, nếu là sợ mà nói liền cùng bản sư nói một chút cũng tốt cho ngươi một lần nữa đi đến một cái an toàn đường bất quá chủ nhân đại bộ phận truyền thừa thế nhưng là đều tại dưới con đường này trước mặt cũng hiểu biết diệp vân sẽ làm ra như thế nào lựa chọn tại huyết sư lộ ra vẻ tươi cười đắc ý lúc diệp vân sau lưng hai nữ cũng giúp nhau lộ ra kinh hỉ đây thật là một cái tin tức tốt nếu là thật sự như huyết sư mà nói bình thường cái kia vận khí của mình cũng không tệ lắm nếu để cho cái kia mặc vấn tiên cùng mình ba người cùng chung cạnh tranh mà nói chỉ sợ có thể hay không đạt được truyền thừa, cũng một kiện rất khó phán đoán sự tình. Nhưng là bây giờ, rồi lại là có thể lấy đi đại bộ phận truyền thừa, cũng một lần thật tốt như thế. Vậy liền xin được cáo lui trước rồi, nếu là lần sau còn có gặp nhau cơ hội, có lẽ ta liền có thể đem người nhẹ nhõm chiến thắng rồi. Trước hết để cho hai nữ đi tại phía trước, Diệp Vân sắp tới đem lúc rời đi, cười nhạt mở miệng nói. Giống giống, ta đây tự đợi đến cơ hội này. Nếu là thật sự có lần sau, bổn sự cũng sẽ là toàn lực ứng phó làm cho ngươi biết bị chủ nhân sử dụng ma thần tinh huyết thai ngén ta đây là có thêm cỡ nào uy lực khủng bố cũng nhìn nhìn diệp vân bóng lưng rời đi huyết sư cũng lại lần nữa đem trên mặt đất cửa một lần nữa phong bế huyết hải đánh tới phảng phất là chưa từng có biến hóa qua thủy chung đều là như thế như vậy bình thường diệp vân vừa rồi ngươi là thế nào làm cho đầu kia sư tử không cùng ngươi giao chiến đấy ta xem đầu kia sư tử hoàn toàn là chuẩn bị không thắng không buông tay bộ dạng thủy linh linh nước trong mắt có nghi hoặc lại nhìn hướng diệp vân có thể làm cho đầu ký huyết sư thả ba người bọn họ đi cũng có chút khó hiểu cái loại này thu hộ chi linh có lẽ cũng rất có ngạo khí mới đúng nếu là cả hai đều là không có sức chiến đấu một phương chỉ sợ hay vẫn là diệp vân nhận thua khả năng càng lớn hơn nữa mình ở diệp vân trên người cảm nhận được vẻ này rét lạnh khí tức cùng tỷ tỷ mình cựu âm chi thể không giống nhau đây không phải là âm hàn mà là đơn thuần rét lạnh tuy rằng đồng dạng là bức nhân rét lạnh nhưng là có bản chất bất đồng tại thủy linh linh truy vấn xuống diệp vân cũng cười nhạt nói ta vừa mới là vận dụng một kiện tuyệt phẩm tiên khí có thể là cái này tiên khí khí tức mới vừa rồi là làm cho đầu ký huyết sư đình chỉ truy kích à ai nha trách không được đầu kia đần sư tử sẽ không cùng ta ngươi đánh cho đâu rồi rõ ràng là có nhiều như vậy tuyệt phẩm tiên khí vì cái gì không có ở đây trước tiên liền lấy ra đây thủy linh linh tiếp tục nghi hoặc hỏi nha đầu nếu như ngươi là cùng người giao chiến thời điểm trước tiên liền đem chính mình cuối cùng bảo vệ tính mạng dùng thủ đoạn dùng đến, cái kia thành công khá tốt, có thể nếu là thất bại, vậy liền phải trả giá sinh mệnh làm đại giới mạo hiểm. Ta là người so sánh tức mạng, cho nên sẽ không làm chuyện như vậy, bật cười tiêu sái tại phía trước khô giáo trong huyệt động, Diệp Vân cười nhạt nói. Linh Nhi liền không phải làm như vậy, nếu như ngay từ đầu liền sinh tử chém giết, mới là càng có lẽ đem thủ đoạn của mình trước tiên dùng đến, như vậy mới là tốt nha, coi như là cảm giác mình nói đồng dạng cũng có đạo lý, Thủy Linh Linh cười nói tỷ tỷ, ngươi nói đầu kia đần sư tử nếu như là hai người chúng ta liên thủ có thể hay không thắng được thế này nhìn mình thủy doanh doanh mặt lộ vẻ nụ cười nhìn mình cùng diệp vân thủy linh linh cười hỏi lên trừ phi ta cùng với linh linh có thể đồng thời sử dụng ra tinh lạc thiên hà nếu không đều muốn thủ thắng mà nói vẫn còn có chút thái quá mức khó khăn dù sao vậy cũng một đầu thần thú đã sử dụng ma thần tinh huyết làm cho luyện chế ra đến đấy khi bản thân bản lĩnh chắc hẳn cũng có được vượt qua thường nhân địa phương Thủy Doanh Doanh cũng suy nghĩ một chút, liền trong quy cũ đáp lại nói. Linh Nhi cũng nghĩ như vậy, bất quá nếu là dùng Linh Nhi tuyết thành mà nói, chắc hẳn cũng có thể đem cái kia đần sư tử vĩnh viễn mất phương hướng tại đây ảo trận bên trong. Đến lúc đó chúng ta cũng tốt xuất thủ, trong tay xuất hiện tuyết bạch cổ thành, xa hoa cảnh tuyết chậm rãi đánh xuống, tại Thủy Linh Linh trong đôi mắt đẹp nở rộ ra. Thủy Linh Linh cũng có chút hài lòng nhìn trong tay mình tuyết thành ảo trận, đối với mình cái này tuyệt phẩm tiên khí hiển nhiên cũng so sánh cùng nóng yêu, nói cách khác thiếu nữ cũng sẽ không thời gian dài dùng để luyện chế mà tại nhìn trong tay mình tuyết thành ảo trận lúc thủy linh linh chú ý đến trong đó ba kiện tuyệt phẩm tiên khí cũng có được thỏa mãn chi ý hiện lên tỷ tỷ mình tuyệt phẩm tiên khí là theo cái bao tay giống nhau đồ vật có thể gia tăng hai tay thừa nhận năng lực nhưng lại có thể tùy thời tùy chỗ biến hóa vì là trong suốt cùng triệt màu đen trong đó hao tổn chân khí cùng linh lực cũng dựa theo màu sắc biến hóa mà biến hóa Đi theo Thủy Doanh Doanh lâu như vậy, nàng cũng chỉ là nhìn thấy qua thiếu nữ đã từng tác dụng qua triệt màu đen bộ dạng. Nên là như thế nào nói cỗ lực lượng kia, đâu rồi, liền cùng hao tổn chân khí cùng linh lực hoàn mỹ móc nối. Nếu là dùng uy lực mà nói, tự nhiên là vận dụng triệt màu đen linh lực hình thái cường đại nhất, cùng cái này tuyệt phẩm tiên khí rất nghịch thiên địa phương. Có thể thừa nhận bất luận cái gì một kiện tuyệt phẩm tiên khí trùng kích chỉ cần là người có thể cảm nhận được. Huyệt động ở chỗ sâu trong, càng là tiếp cận dưới mặt đất, Diệp Vân liền có thể cảm nhận được cỗ khí tức kia khiếp người cùng khủng bố. Tại ma thần khí tức đạt tới nồng nặc nhất thời điểm, Diệp Vân cũng biến sắc, nhìn về phía trước xuất hiện cổ tế đàn, cũng trong lòng mơ hồ đã có chút ít không đúng, những thứ kia không khỏi có chút vô cùng cường đại rồi. Thủy Linh Linh cũng chú ý tới nơi đây hết thảy, lại nhìn thoáng qua cổ tế đàn bên trong phát ra dị sắc cự thạch về sau, không khỏi từ nói mở miệng nói, thứ này, vì sao lại có lấy làm cho Linh Nhi như vậy mê muội cảm giác thiếu nữ đã nói liền tới gần cự thạch ở đằng kia nhu hòa dị sắc phía dưới phảng phất là gặp cái gì bản mệnh mấu chốt chi vật tại thủy linh linh bị mê huyễn ở lúc diệp vân biến sắc liền trong tay băng chủy biến ảo trong tay một lớn cục miếng băng mỏng lập tức xuất hiện ở trong tay sau đó liền bị diệp vân bỏ hướng thủy linh linh phanh đang bị diệp vân miếng băng mỏng đập trúng đầu về sau thiếu nữ cuối cùng là đột nhiên cả kinh sau đó sợ hãi nhìn mình phía trước dị sắc cự thạch dường như người kia giờ phút này đã không phải là cự thạch như vậy đơn giản, mà là một chỉ có thể hấp dẫn chính mình chú ý ma đầu. Bất quá, là trong đó lực lượng cũng cùng mình thể chất, có cùng nguồn gốc mà thôi. Linh Nhi, không có chuyện gì à? Sốt ruột nhìn khôi phục tinh thần Thủy Linh Linh, tại vừa rồi chính mình vậy, mà cũng bị cự thạch kia cho khống chế được. Nếu không phải Diệp Vân thời điểm mấu chốt ra tay đem chính mình đánh tình, chỉ sợ hiện tại nàng cũng cùng Thủy Linh Linh bình thường, làm ra cắt cổ tay tự sát sự tình. Ân, Bất quá vừa rồi từng màn vẫn còn trong trí nhớ, như cùng là chân thật trí nhớ bình thường. Xem ra hay vẫn là tảng đá kia vấn đề xuất hiện nguyên nhân à, nhìn mình trước mặt cự thạch. Thì Linh Linh cũng tiêu hóa lấy chính mình mới vừa rồi bị dũng mãnh vào trí nhớ. Cái kia trí nhớ ở chỗ sâu trong là một đạo ma thần hiển hiện, càng là có thêm rất nhiều tu vi đạt tới thiên tiên tồn tại cùng mình làm làm đối thủ. Ở đằng kia mấy nghìn đạo trong tiên thuật, nhưng là có cái này một đạo tiên thuật nhất xông ra đó là một đạo tựa như lưu lạc màu kiếm quang kia ẩn chứa sát ý nhưng là vô cùng mãnh liệt đại biểu cho chém cát hết thảy liên hệ thiên tiên chi lực không có gì không phá thùy linh linh cũng chiêm ngưỡng lấy cái kia đạo kiếm quang phách thiên cái địa giống như hiển hiện tại trong trời đất ma thần vẫn lạc vô số rốt cuộc cũng đưa tới có chút mạnh mẽ đại ma thần chú ý tự nhiên là liên hợp lại vây công kết quả cuối cùng cũng bị kia sử dụng kiếm thiên tiên bị vây chắn ma thần cùng nhau giết chết nhưng hôm nay tiên cũng sắp chết thời điểm trong tay tiên kiếm bộc phát ra kinh thế ánh sáng đem chọn cái sơ bẩn đại địa tại thời khắc này hóa thành lưu ly thế giới ở đằng kia thánh khiết quang huy biến mất về sau vây công hắn ba gã mạnh mẽ đại ma thần cũng cùng nhau với tư cách rồi chôn cùng thật cường đại nguyên bản liền cho rằng trảm tiên đại nhân chi uy cường thịnh vô cùng chắc hẳn đến mượn nhờ cái này ma thần chi nhớ cũng nhìn thấy trong đó một khắc không hổ là trảm tiên danh tiếng thùy linh linh cũng trong đầu cảm ứng được vẻ này kiếm quang mà thân thể không nói lời gì cảm thụ sợ run tại kiếm quang hóa thành lưu ly thế giới tinh lọc thời điểm mới là miễn cưỡng ổn định tâm thần đồng thời sắc mặt có biến nhìn xuất hiện ở trước mặt mình diệp vân cùng thủy doanh doanh trong lòng cũng có chút ít bất đồng ý niệm trong đầu diệp vân linh nhi như thế nào trong lòng một mực là có một cỗ đều muốn đem người giết chết xúc động hoàn toàn là xuất phát từ bản tâm dường như ngươi chính là ta đã định chết sinh tử địch thủ bình thường hoàng sợ cầm chặt chính mình sử dụng ra tinh la thiên tay Thủy Linh Linh kiệt lực khắc chế trong lòng mình chiến ý, nhưng là làm cho Diệp Vân cười nhạt một tiếng, trong tay hiện ra rực sắc hỏa viêm trực tiếp bổ nhào đã đến Thủy Linh Linh trên thân thể, đã bắt đầu đốt cháy. Một chút cũng không đau thế này, Phút nhiễm tại trên người mình rực sắc hỏa viêm, Thủy Linh Linh không khỏi hiếu kỳ nói, Diệp Vân, người đây là đang làm cái gì, những thứ này hỏa viêm tại Linh Nhi trên người, ngược lại là ngoài ý muốn có thể cho người có chút buông lỏng thế này. Khu trừ ma niệm mà thôi, nếu là thời gian tại một chàng, coi như là cái này linh hồn chi hỏa, cũng không có thể lớn nhất hạn độ đem người nha đầu kia nhiễm ma thần ý nghĩ tàn niệm cho loại trừ, nhìn Thủy Linh Linh một bộ thỏa mãn nhắm hai mắt lại, Diệp Vân cười nhạt nói: "Tỷ tỷ kia đâu rồi, tỷ tỷ có phải hay không cũng cần bị khu trừ thế này?" Đem ánh mắt tìm đến hướng nhắm mắt dưỡng thần thủy doanh doanh, Thủy Linh Linh có chút ít lo lắng hỏi: "Yên tâm đi, doanh doanh hiện tại hẳn là đang tại dùng cừu âm chi thể tiêu hóa lấy những thứ này ma thần tàn niệm." cửu âm chi thể vốn là cùng âm hàn khí tức đúng là thông mạch nếu là liền những thứ này đều làm không được cũng chính là có chút mang tiếng cửu âm danh tiếng rồi bật cười nhìn về phía đang tại quan tâm thủy doanh doanh thiếu nữ diệp vân mở miệng nhắc nhở bất quá ngươi hay là trước sắp sửa chính ngươi chăm sóc được rồi nếu là cảm giác được cái gì không đúng liền nói cho ta biết trước không có gì không đúng địa phương á hơn nữa linh nhi vẫn là có thể cảm giác được rất thoải mái thế này hài lòng duỗi lôi kéo chính mình bờ eo thon bé bỏng thủy linh linh khẽ cười nói, bất quá vẫn là sẽ xuất hiện một ít biến cố á. những cái kia trí nhớ hay vẫn là không quá an phận đâu rồi, giống như chuẩn bị thời khắc xuyên tạc linh nhi trí nhớ. dù sao cũng là ma thần trí nhớ mảnh vỡ, coi như là kia bản thể sau khi chết cũng sẽ không yên tĩnh, nhưng cũng chỉ có thể là dừng bước tại này rồi. biết rõ thủy linh linh hiện tại cũng có thể tùy ý trà đạp những ký ức này, diệp vân cũng sẽ không có quá để ở trong lòng, mà là đem ánh mắt tại chuyển hướng về phía thủy danh doanh lúc nhìn về phía người kia bên mặt bên trên kiên định, cũng không biết như thế nào, trong lòng luôn sẽ nổi lên khác thường cảm xúc. Đến tôi cùng là hay không nên tin tưởng nàng, vốn chính là tại cẩn thận hấp thu chung quanh ma khí, nếu là đã cho ta không phát hiện được mà nói, liền không khỏi thái quá mức trò đùa rồi. Nhìn thủy doanh doanh chóp mũi run nhẹ nhẹ, Sư Vân cũng đem ánh mắt thu hồi, một lần nữa nhìn về phía xuất hiện ở trước mắt mình cự thạch, không khỏi cười nhạt nói, thật đúng là có thú đồ vật, nếu là tại đây, giống như bị ta đánh nát, không khỏi là có chút thái quá mức đáng tiếc à phảng phất có linh bình thường đang nghe diệp vân tức hận lời nói về sau trên đá lớn cũng phát ra thần bí dị sắc dường như cũng gật đầu nhận đồng diệp vân mà nói mà diệp vân cũng đưa tay ra chậm rãi phủ hướng cự thạch thô giáp bề ngoài khi bàn cái gì có thể dày vò phá bàn tay tinh nguyện đá phong chỉ sợ liền nó dùng hấp thu hấp dẫn chi nhân máu tươi đạo cụ không biết ở chỗ này luyện tập vô vi huyễn kiếm đạo lại là sẽ như thế nào thế này khoan thai cười cười Diệp Vân trong tay nhất thời xuất hiện ba cái dị sắc huyễn kiếm, kia bản thân phẩm chất đều là tại tuyệt phẩm tiên khí, đồng thời khởi động phía dưới, ngoại trừ hao tổn chân khí liên tục không ngừng bên ngoài, càng là uy lực gia tăng lên nguyên bản ba thành nhiều. Một kiếm diêm la, một kiếm trầm phù, một kiếm phù đồ. Đồng thời thi triển ba đạo kiếm ý bổn nguyên, Diệp Vân cũng kiếm ảnh trong tay rung động nối thành một mảnh, hóa thành vô số đạo kiếm ảnh bổ nhào tại cự thạch phía trên, trong đó ngoại trừ trầm phù vô vi huyễn kiếm bên ngoài, những thứ khác hai kiện đều là tại gầy nhẹ về sau a đem cái này hai cự thạch trực tiếp sụp đổ bề mảnh vỡ diệp phân lạnh nhạt nhìn lại trong ánh mắt lạnh lùng không thay đổi nếu là như vậy liền dễ dàng bề nát mà nói cái này cái gọi là ma thần tàn niệm cũng chỉ là dừng bước tại này rồi nhìn xuất hiện ở cự thạch bên trong rậm rạp ma khí ở đằng kia ma khí hóa thành hình người về sau dùng oán niệm ánh mắt nhìn hướng chính mình lúc diệp phân cũng sắc mặt không thay đổi đồng thời phải tay khẽ vẫy một cỗ hỏa viêm liền tức thì xuất hiện ở tay mình ở bên trong nghiền ngẫm nói người muốn như thế nào ánh mắt biến hóa thất thường nhìn diệp vân bàn tay màu lam hỏa diễm tự nhiên đó có thể thấy được trong đó hỏa diễm là do lôi hỏa lam cho tạo thành càng là khắc chế hắn bản thân lôi đình biến ảo ma niệm tại một hồi do dự về sau liền quyết định buông tha cho diệp vân cái này cục khó gặm xương cốt đang chuẩn bị lúc rời đi diệp vân chậm rãi đi tại phía trước kia sau lưng màu lam cự nhân cũng tại lúc này dần dần hiện hiện ra ma linh thần cho ta ăn nó đi, một đạo mệnh lệnh, kia sau lưng mình la mặt cự nhân đeo mặt quỷ cũng càng, vì cái gì lóng lánh một ít, tại mặt quỷ phát ra quang huy trong tích tắc. Một cổ kinh khủng uy nghi lập tức quét sạch tại đây phương hướng địa vực phía trên, cái kia ma niệm cũng gấp muốn nghĩ đến ly khai, lại bị Diệp Vân, sau lưng màu lam cự nhân định dạng tại nguyên chỗ. Tạch. Giữ ra bàn tay khổng lồ đem ma niệm nắm cùng một chỗ, sau đó liền hơi vừa dùng lực, kia ma niệm liền lập tức bị ma linh thần vỡ thành hai nửa hóa thành hai luồng ma khí trào vào ma linh thần mặt nạ bên trong kia đôi mắt tử viêm cũng cùng vì cái gì sống động một ít ta thủy chung không am hiểu dùng giết dừng lại giết đây thật là cái vấn đề thế này nhìn ma linh thần giải quyết xong ma niệm diệp vân ngáp một cái liền nhìn về phía sau lưng thủy linh linh cùng thủy doanh doanh tại phát hiện hai người đều là thổ khí như lan giống như khoanh chân ngồi trên mặt đất lúc cũng không khỏi phải cười cười mình bây giờ ngược lại là có chút cực kỳ giống một ít vui mừng tu rồi Bất quá đối với hai nữ hình dạng, Diệp Vân tự nhiên là sẽ không nói ra cái gì không lễ phép mà nói. Vốn là thanh thuần xinh đẹp, có không đồng dạng như vậy khí chất, Diệp Vân bản thân liền đối với những thứ này có chút không biết. Cho nên cũng liền không có gì dư thừa ý niệm trong đầu tại, liền nhìn một lát về sau, cũng tự giác không thú vị yên lặng thủ hộ lấy. Kiếm đạo lão tổ, cái này cửu cung diệt thiên thể đúng như lời ngươi nói, như vậy bá đạo sao? Nghi hoặc nhìn về phía kiếm đạo lão tổ, Diệp Vân cũng không khỏi hỏi trong lòng mình vấn đề dù sao mở ra cửu cung về sau liền có thể trốn vào thiên tiên cảnh này thiên địa lúc giữa dĩ nhiên là thật sự có chuyện tốt như vậy diệp vân không khỏi cũng có chút ít không quá tin tưởng coi như là người kia tư chất rất cao minh nhưng có thể bước vào thiên tiên cảnh giới vẫn có cần nghiên cứu thêm lo có thể kiếm đạo lão tổ như vậy tự tin trả lời thuyết phục cũng làm cho diệp vân trong lòng có chút ít hâm mộ mình bây giờ tiêu chuẩn mình cũng biết rõ đấy mặc dù là có tiến vào thiên tiên cảnh cơ hội nhưng cũng không phải là không có thất bại khả năng mà mặc vấn tiên nhưng là nhất định có thể đạt tới thiên tiên coi như là thả tại cái gì trên thân người đây đều là sẽ có hâm mộ ghen ghét cảm xúc mà diệp vân cũng thẳng thắn trực tiếp liền mở miệng hỏi loại này thể chất tự nhiên là như vậy bá đạo nếu không ngươi cho rằng vì sao nó sẽ như vậy nhận hết thổi phồng hơn nữa còn có lấy trời sinh bản mệnh thần thông bám vào kia chủ ký sinh trên người tóm lại liền trời sinh bá chủ nhân vật ngoại trừ cái kia gọi là trảm tiên kiếm tu có thể năng lực áp cửu cung thiên bên ngoài còn lại thiên tiên sợ là cũng không bằng hắn bất quá vị tiền bối kia cảnh cũng thực có chút khủng bố chém cắt hết thảy tự nhiên nhân quả đây chính là cùng trời cao đối nghịch trách không được chết sớm như vậy thế này cười khổ nghe kiếm đạo lão tổ mà nói diệp vân giận dữ nói cái kia trảm tiên kiếm đạo đích thật là có nên chỗ bất quá cũng quá mức tại bá đạo cho nên mới là như vậy chết non lúc này nếu là có thể tại tu hành một đoạn thời gian, sợ sẽ là có thể cùng lão tổ so sánh rồi. kiếm đạo lão tổ cũng gật đầu nhẹ, hiển nhiên là vì kiếm tu nhất mạch thiếu đi một thiên tài mà thở dài. ma linh thần, lùi ra đi. trong tay khống chế ma bàn khởi động, một hồi hắc bạch hào quang bay múa cùng một chỗ. diệp vân cũng nhàn nhạt, nhạt nhìn qua phía trước đã phát sinh hết thảy, nhìn ma linh thần bị chính mình khống chế ma bàn áp chế tại một đoàn lúc, lạnh nhạt phung tay lên, liền đem một lần nữa thu hồi trong thân thể của mình tiểu tử cái này ma linh thần ngươi là không định tiếp tục tu luyện đi xuống sao nhìn diệp vân đang tại vận dụng thủ đoạn kiếm ma linh thần hạn chế ở kiếm đạo lão tổ cũng mở miệng nghi hoặc hỏi nguyên bản hắn cũng dùng vì là diệp vân sẽ là đem cái này ma linh thần nhiều hơn luyện chế xuống dưới nếu không cũng quá lãng phí cái kia quán chú lôi hệ pháp tắc thế nhưng là đang nhìn diệp vân đang ngăn chặn ma linh thần lúc kiếm đạo lão tổ tuy rằng nghi hoặc nhưng là không có ngăn cản chẳng qua là mở miệng hỏi thăm không biết Diệp Vân là ở đánh cái gì bàn tính. Đem nó tiếp tục tu luyện xuống dưới mà nói, không khỏi là có chút thái quá mức phiền toái. huống hồ ta bản thân lối hệ pháp tắc cũng đã không kém gì cái này mà khi ý niệm, hiện tại chẳng qua là ức chế, làm. Lúc đã đi ra tiên ma chiến trường về sau, ta liền sẽ đích thân động thủ đem nó nát bấy rồi. Công cụ thủy chung là công cụ, phù luận cỡ nào xuất chúng, cũng sẽ không có bất kỳ thay đổi nào. Lạnh lùng nhìn trong tay khống chế ma bàn, Diệp Vân nhàn nhạt mở miệng nói. Ai, đã như vậy mà nói cái kia lão tổ cũng không ngăn trở ngươi ngươi liền tự làm quyết định tốt rồi nghe được diệp vân mà nói về sau kiếm đạo lão tổ cũng thở dài cười khổ nói diệp vân mà nói mặc dù là có đạo lý nhưng quả thật có chút thái quá mức vô tình bất quá có thể là mình cũng già rồi lại vẫn có thể là vì những lời này mà cảm thấy bi ai đợi cho kiếm đạo lão tổ nhíu mày nhìn về phía mặt đất vỡ đá lúc kiếm đạo lão tổ cũng linh hồn chi lực kiểm tra Tại phát hiện kia tài liệu cùng bình thường ngoan đá có chút bất đồng lúc, cũng mở miệng nói cho Diệp Vân. Chắc hẳn hẳn là cái này ma tộc chỉ mỗi hắn có vật, có thể gửi lại ma thần ý niệm, xem ra cũng một khối ma thạch, đốt trái hỏa viêm một lần nữa, quét sạch hướng đại địa, tại Diệp Vân nhìn đại địa đã bị cự thạch kia mảnh vỡ mục nát về sau, cũng không khỏi thở dài, bàn tay hỏa linh khí không khỏi gia tăng đốt trái độ mạnh yếu. Tại hỏa viêm chiếu sáng huyệt động ánh lửa bắn ra bốn phía về sau, Diệp Vân cũng nhìn về phía bốn phía xuất hiện bích họa. Bích họa nội dung rất ít, càng giống là tự nhiên tự nhiên, kia bổn ý liền giải rác vài nét bút, xem ra cũng vẽ tranh chi nhân không muốn, làm cho người của đời sau hiểu rõ đến quá nhiều che giấu. Mà Diệp Vân cũng không muốn nhiều truy cứu lúc ấy cuối cùng xảy ra chuyện gì, tự nhiên cũng không muốn nhìn nhiều. Nhìn Thủy Linh Linh đã là khôi phục không sai biệt lắm, mở hai mắt ra nhìn về phía chính mình lúc, Diệp Vân nhìn một mực ở bế quan Thủy Doanh Doanh, kỳ quái nói, không nên à, theo lý thuyết coi như là ma thần ý niệm, cũng không thể khiến thể chất nàng thôn phệ phía dưới kiên trì lâu như vậy. Nàng đến tột cùng là đang làm những gì? Không biết bất quá tỉ tỉ là không có gì nguy hiểm tính mạng á. Chính là khí tức trên có rồi một vài vấn đề, mặc dù là rất nhỏ bé đấy, nhưng là cùng bình thường nhiều thêm vài phần dồn dập Thủy Linh Linh cũng không có giữ lại, đem Thủy Doanh Doanh cùng hiện tại không đồng dạng như vậy trạng thái, đều cùng Diệp Vân nói ra, mà Diệp Vân cũng đang nghe về sau, không khỏi lông mày khóa nhanh. Tuy rằng Thủy Linh Nhi tin tức rất là nhỏ hẹp, nhưng đúng là bực này cần rất nhỏ động tác mới có thể cảm nhận được chi tiết, mới có thể là có thể phát giác được Thủy Doanh Doanh bây giờ kỳ lạ biến hóa. Khục khục, xem ra lại sẽ là một cuộc chiến dịch thế này. Ho khan một tiếng, kiếm đạo lão tổ nhìn Thủy Doanh Doanh sau lưng dần dần hiện hiện ra hắc khí, cũng nhắm mắt không nói, cũng là vui cười thanh nhàn. Mà Diệp Vân nhưng là cùng Thủy Linh Linh lặng lặng chằm chằm lên trước mắt hắc khí xôi chào Thủy Doanh Doanh, tựa hồ cũng đang kỳ quái người kia tại sao lại có loại biến hóa này mà diệp vân cũng sớm đã có cảm giác tại sau khi kinh ngạc liền khôi phục lại mà thùy linh linh rồi lại là một bộ không dám tin bộ dạng tỉ tỉ của mình làm sao sẽ đi vào ma con đường này hai người tư chất rõ ràng đều là không kém rất nhiều tỉ tỉ đi vào ma là muốn làm cái gì đáng giận doanh doanh cuối cùng là thế nào chẳng lẽ là bị những thứ này ma khí cho khống chế được sao nắm chặt hai tay Tại ngón tay giữa giáp chống đỡ nơi lòng bàn tay trở nên trắng thời điểm, Thủy Linh Linh cắn chặt răng răng, Hùng Hang nhìn trước mắt quay chung quanh Thủy Doanh Doanh bản thân ma khí, trong lòng cũng tất cả thống khổ. Tỷ tỷ của mình nhập ma, sự tình có lẽ cũng có thể cùng chính, mình có một chút không thể thiếu nguyên nhân, có lẽ là chính mình ngày bình thường đối với Thủy Doanh Doanh làm nũng đã quen, cũng chưa từng có phát giác được nữ tử có chỗ nào không đúng kình phong. Khi thấy Thủy Doanh Doanh lông mi khẽ run lên lúc Thủy Linh Linh cũng trong lòng tim đập mạnh một cú, khẩn trương nhìn. Mở ra màu đen con mắt, tại tán giật chỗ tĩnh mịch ma khí cũng chậm rãi lay động tràn tại trong không gian. Diệp Vân thì cứ như vậy yên lặng nhìn lộ ra hành hạ cười Thủy Doanh Doanh, lạnh lùng nói. Ngươi là người phương nào? Vũ Mị chống đỡ cái cầm, Thủy Doanh Doanh khẽ cười nói. Ta còn là Doanh Doanh a, như thế nào? Chẳng lẽ lại là nhận thức không xuất ra ta sao? Có chút ý tứ, nếu như ngươi sẽ không cút ra Doanh Doanh thân thể, liền đừng trách ta ra tay vô tình lạnh lùng nhìn đối với mình bày đầu chuẩn bị tư thế dung nhan thiếu nữ diệp vân trong lòng cũng không phản ứng chút nào ngược lại là có một cổ lừa giận cái này hoàn toàn chính là tại nhục nhã cỗ thân thể này chủ nhân cái này tà ma chi niệm đáng chết quát lạnh một tiếng thủy linh linh nhưng là đi đầu một bước chuẩn bị đem hàng phục thế nhưng là đang cùng người kia cùng chung khởi động tinh thần năng lực lúc nhưng là phát hiện người kia hiện tại đã là không kém gì chút nào chính mình thậm chí tại đối với tinh thần năng lực điều khiển chi tâm, càng hơn chính mình một bậc, mà chính mình tinh lạc thiên tri hà, cũng chỉ có thể đối với nữ tinh thần năng lực tạo thành một điểm thương tổn. Ta đáng thương muội muội nha, không có người cái này thân là tỷ tỷ ta đây, tại khắp nơi lo lắng cho ngươi, ngươi lại là làm sao có thể đạt tới địa tiên cảnh đâu rồi, bây giờ lại đang chuẩn bị ra tay đem ta giết chết, không cảm giác mình có chút quá mức sao, giữa cợt nhìn Thủy Linh Linh, Thủy Doanh Doanh ngữ khí có chút ít thương cảm nhìn sắc mặt uể oải Thủy Linh Linh không sai nếu như linh linh có thể sớm phát hiện một điểm tỉ tỉ dị thường tự cũng không bị ngươi thừa dịp hư nhược mà vào rồi thủy doanh doanh cũng đối với điểm ấy có chút hối hận thế nhưng là tại lại lần nữa nhìn về phía thủy doanh doanh lúc thiếu nữ kiên định nói bất quá chính là như vậy ta mới là sẽ tin tưởng tỉ tỉ vẫn còn cỗ thân thể này bên trong bởi vì linh nhi cảm giác được sách thật đúng là một cái nhà đầu ngốc thế này trên mặt như cũ là lạnh nhạt cười yếu ớt đang nhìn thủy linh linh sau lưng diệp vân biến mất lúc thủy doanh doanh cũng sắc mặt lạnh lẽo tai cũng hướng về phía sau vung lên lạnh lùng nói nếu là ngươi cảm thấy như vậy liền có thể đánh lén ta chính là không khỏi có chút thái quá mức buồn cười à ha ha có thể thành công hay không hay vẫn là khác nói bất quá ta nhìn ngươi bây giờ trạng thái bây giờ hiện hành có lẽ cũng không thế nào lý trí à đồng dạng cười trào phúng sắc mặt diệp vân thản nhiên nói hả ngươi đã nhìn ra sao kinh ngạc nhìn đối với chính mình lộ ra cười trào phúng sắc mặt diệp vân Thủy Doanh Doanh kinh ngạc nói. Vẻ này hỗn loạn linh lực nếu là ở nhìn không ra, chỉ sợ liền sống vô dụng rồi à. Không có trả lời Thủy Doanh Doanh mà nói, Diệp Vân nhưng là trong tay hiện ra hỏa long tiên, trong nháy mắt đập ra, liền muốn hạn chế ở Thủy Doanh Doanh kế tiếp động tác. Khanh khách, tuy rằng vẫn tương đối cũ phương pháp, chẳng qua nếu như đối thủ là lời của ngươi, đích thật là cần phải nhớ cho kỹ rồi. Sắc mặt bất thiện, tại Thủy Doanh Doanh cười nhạt nhìn về phía Diệp Vân lúc, nhẹ tay ngăn cản đi, tinh thần ánh sáng trong nháy mắt tăng vọt ra, đem hỏa long tiên ngăn cản tại bên ngoài, mà Diệp Vân nhìn mình một kích này cũng không thành công lúc, cũng không có quá nhiều kỳ quái, mình cũng sẽ không nghĩ tới chính mình một kích sẽ như vậy dễ dàng liền trói buộc chặt người kia. Thiên hỏa hải Một kích thất bại về sau, Diệp Vân liền không có thời gian cùng thủy doanh doanh nhiều hơn nữa biến mất rông dài, trực tiếp liền đem hỏa long tiên trong hỏa viêm tam chuyển khởi động đến cuối cùng thứ ba chuyển cưỡng ép đem thủy doanh doanh phong ấn tại hỏa bên trong không thể nhúc nhích bản thân bị hạn chế tại dung nham trong hải dương cảm thụ được bên ngoài thân bên trên chuyển đến ngẩng cao độ nóng thủy doanh doanh cũng mặt lộ vẻ vui vẻ mặc dù biết diệp vân sẽ không làm thương tổn chính mình nhưng cỗ thân thể này bây giờ còn là không thể đã bị như vậy thương tổn nghiêm trọng bằng không mà nói sẽ chỉ là đối với chính mình đem đến triệt để khống chế cỗ thân thể này mà mang đến tai họa ngầm ai nha hay vẫn là thất bại trong gang tấc nữa nha bất quá ta thế nhưng là chưa bao giờ lựa chọn qua buông tha cho con đường này biết rõ cỗ thân thể này còn không phải lúc nắm giữ thủy doanh doanh cũng ở đây cười yếu ớt về sau chóng mặt tại thiên hòa hải bên trong mà nhìn thủy doanh doanh hô hấp dần dần vững vàng diệp vân cũng không đang do dự giải trừ thiên hòa hải làm cho thủy linh linh tiến vào trong đó tỉ 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 nhỏ giọng thầm thì lời nói cũng làm cho thủy doanh doanh chậm rãi mở ra đôi mắt đẹp làm lúc nhìn thủy linh linh hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn mình lúc qua lại sự tình coi như là rõ mồn một trước mắt Thủy Doanh Doanh không khỏi khẽ cười nói, "Nhà đầu ngốc, ta cái này không là không có chuyện gì ư, tại sao phải làm như vậy? Thút thiết nỉ non loại hành vi này, tỷ tỷ không phải đã nói, cho ngươi không hề như thế à? Thế nhưng là người ta hay vẫn là gánh tâm tỷ tỷ nha, bạn nhất tỷ tỷ xảy ra vấn đề gì, làm cho linh nhi một người sau này sao thì một cái nhân sinh sống, nức nở nhào vào Thủy Doanh Doanh trong ngực, Thủy Linh Linh nhỏ giọng thút thiết nỉ non nói. "Cho nên a, à, tỷ tỷ với ngươi kéo qua câu phải cả đời đấy, quên rồi sao?" bật cười vuốt ve thủy linh linh nhào vào ngực mình như thác nước giống như tóc đen mình bây giờ tuy rằng vẫn tương đối suy yếu nhưng nếu là làm cho thiếu nữ như vậy làm nũng chỉ sợ cỗ thân thể này cũng rất khó thừa nhận kiếm đạo lão tổ vừa rồi vẻ này ý niệm hẳn không phải là tà ma diệp vân nhìn về phía kiếm đạo lão tổ không khỏi mở miệng hỏi càng giống là kia bản thân làm cho sinh ra tính cách không phải sao điểm ấy tuy rằng ta cũng có qua quan sát nhưng là không tính quá chắc chắn cho nên vẫn là đang suy đoán bên trong bất quá bây giờ nhìn tới hẳn là tinh diệu chi thể cùng cửu âm chi thể hốt cuộc cùng một chỗ cắn trả rồi cũng than thở nhìn thủy doanh doanh cùng thủy linh linh kiếm đạo lão tổ không khỏi cười khổ nói thật đúng là bi ai a vậy mà sẽ xuất hiện loại tình huống này không tự giác mà nói thật đúng là dễ dàng bị lừa bịp qua có thể đã lừa gạt đồ đạc của người thật đúng là rất ít gặp thế này kiếm đạo lão tổ trả lời tự nhiên không phải là làm cho diệp vân thỏa mãn người kia thế nhưng là biết được hắn đối với tiên thiên linh thể cuồng nhiệt làm sao có thể chú ý không đến thủy doanh doanh biến hóa chỉ ừ. sợ sở dĩ không ngăn cản cũng vì thu thập càng nhiều nữa tin tức mới vừa rồi là sẽ thả mặc cho bỏ qua hặc hặc ta đây lần sau liền trước chú ý thoáng một phát tốt rồi nhìn diệp vân thực sự không phải là hay nói giỡn ánh mắt kiếm đạo lão tổ cười nói trước đem cái này miếng quá linh thảo phục dụng a như vậy sẽ để cho thân thể của người tốt hơn một điểm từ chữ vật pháp bảo trong xuất gia trung giai thiên tài địa bảo Diệp Vân trong tay có một cây phát ra màu xanh ra trời, pha lẫn xanh lá cây vầng sáng bốn lá linh tài, bắt được thủy doanh doanh bên người, cười nói. Cái này, được rồi, hôm nay các nàng cùng Diệp Vân quan hệ, cũng lại là không cần tại chối từ, thủy doanh doanh tại đem phục dụng về sau, một cỗ ấm áp khí lưu lập tức tán giật tại trong kinh mạch, vốn là suy yếu thậm chí lỗ lã thân thể cũng ở đây hồi quang phản chiếu bình thường khôi phục. Trách không được thiên tài địa bảo làm cho nhiều người như vậy điên cuồng đâu rồi. Chỉ cần là cái này kinh khủng sự khôi phục sức khỏe, đích thật là làm cho người ta có chịu theo đuổi lý do, cảm thụ được thân thể của mình, tại thời khắc này khôi phục bảy thành, Thủy Doanh Doanh không khỏi cảm thán nói. Bất quá tỷ tỷ cũng đã nói, thiên tài địa bảo, đều là rất quý nhân nha, cái này một cây chắc hẳn cũng ở đây hơn, mấy chục vạn tuyệt phẩm tiên linh chi thạch a à. cảm thụ được tỷ tỷ mình trạng thái trong nháy mắt chuyển biến tốt đẹp, Thủy Linh Linh khẽ cười nói, bất quá Diệp Vân thật đúng là lợi hại đâu rồi, tổng là có thể đúng bệnh hốt thuốc. Khanh khách, Linh Linh nói cũng đúng đâu rồi, Diệp Vân ngươi mỗi lần đều là có thể cho xuất quan khóa đổ vật, thật đúng là làm cho người hoang mang thế này. Bật cười nhìn về phía Diệp Vân, mà Diệp Vân cũng đúng này vẻ mặt bật cười, cũng không biết nên như thế nào cùng hai nữ trao đổi. Tốt rồi, bây giờ trạng thái cũng đã là khôi phục không sai biệt lắm, có thể kế tiếp chạy đi rồi, cảm thụ được thân thể của mình trạng thái. Thủy Doanh Doanh cũng đứng dậy đưa tay ra mời hai tay, tại phát hiện hay vẫn là rất thoải mái thời điểm, không khỏi cười nói quả nhiên là thiên tài địa bảo đã toàn bộ đều tốt nữa nha ai nha không nghĩ tới có thể hữu dụng như vậy đâu rồi lần sau xem ra linh nhi cũng muốn nhiều hơn nếm thử á nhìn tỉ tỉ của mình đã khôi phục lại thủy linh linh cũng thèm ăn mở miệng nói người nhà đầu kia nếu là ăn bậy thiên tài địa bảo mà nói nói không chừng sẽ đối với thể chất của người có ảnh hưởng thế này bật cười ôn nhu vuốt ve thủy linh linh sợi tóc thủy doanh doanh tức giận nói nếu như là làm cho tỷ tỷ phát hiện ngươi đang ở đây loạn ăn cái gì mà nói có thể chắc là sẽ không chỉ đơn giản như vậy buông thang ngươi rồi à. Được rồi, tỷ tỷ cần gì rong dài đây này, khổ khuôn mặt nhỏ nhắn, đang nhìn Diệp Vân về sau, cũng thẻ lưỡi, một bộ sau khi biết người sẽ giúp trợ bộ dạng. Linh Nhi, lần này ta thế nhưng là đứng ở doanh doanh bên này, ngươi nếu là thật sự loạn ăn cái gì mà nói, chỉ sợ sẽ là thiên tiên đã đến cũng có thể cứu trợ không đến a à. cũng lộ ra không biết làm thế nào bộ dáng, Diệp Vân cười nhạt nói. Hừ, Linh Nhi cũng không phải là tiểu hài tử, đương nhiên biết rõ cái gì là nên ăn, cái gì là không nên ăn. Rõ ràng là hai người các người quá coi thường nhân ra nha, không có hảo ý nhìn Diệp Vân cùng Thủy Doanh Doanh. Thiếu nữ liền thừa lúc kia không sẵn sàng vội vàng trốn chạy đến, miễn cho lại được hai người nhắc tới chịu khổ. Người nhà đầu kia, luôn như vậy không nghe khuyên bảo thế này, nhìn Thủy Linh Linh vội vàng chạy đi, Thủy Doanh Doanh cũng có chút bất đắc dĩ mở miệng nói. Khanh khách, rõ ràng là tỷ tỷ rất ưa thích tự quyết định rồi nha, người ta đều là biết rõ đề á tại thủy linh linh chạy đi lúc quay đầu cười hì hì nhìn thủy doanh doanh nói ai xem ra hay là đối với người nhà đầu kia quản giáo thái quá mức thư giãn à nhìn thủy linh linh chạy chậm lấy ly khai thủy doanh doanh cũng đành chịu nói được rồi từ nàng đi tốt rồi luôn muốn đem trải qua một ít gặp chắc trở đấy nếu không lại là thế nào sẽ trở thành dài tự nhiên là minh bạch thủy doanh doanh trong lòng bất đắc dĩ diệp vân cười nhạt nói thế nhưng là ngươi cũng nhìn thấy nha đầu kia rồi nàng cái dạng này ta cũng sẽ không yên tâm làm cho nàng đơn độc một người đi thử luyện. Vạn nhất xảy ra cái gì không may, ta khả năng liền hối hận cơ hội đều không có. lo lắng nhìn thủy linh linh biến mất phương hướng, thủy doanh doanh cười khổ nói: mình cũng lý giải diệp vân ý tứ, nhưng nếu là thật sự làm cho mình bỏ mặc cô muội muội này bất kể lời nói, thế nhưng là ai cũng không biết nàng sẽ chọc cho ra cái gì sai lầm, cho nên vẫn là phải nhiều hơn trông giữ thoáng một phát. bất quá chính mình lại không thể sẽ là vẫn luôn ở chỗ này nha đầu bên người nhưng là tống hoan không hạ tâm đến làm cho thiếu nữ trải qua hồng trần thường thường đi đầu nhìn một chút cái này ma sát chi địa trong thiên tiên truyền thừa a đợi đến lúc linh nhi đột phá đến thiên tiên thời điểm chắc hẳn cũng sẽ minh bạch những chuyện này đấy đột nhiên là nhớ tới thiếu nữ tuyệt đỉnh tư chất diệp vân cười nói cũng là đâu rồi tuy rằng đột phá thiên tiên đối với những người khác sẽ rất khó nhưng ta vẫn tin tưởng linh nhi có thể đạt tới chờ đến cảnh giới kia nói không chừng linh nhi cũng có thể có chính mình tính cảnh giác thế này Thủy Doanh Doanh cũng toát ra dáng tươi cười, hiển nhiên là đối với thiếu nữ đột phá đến thiên tiên cảnh có rất lớn tự tin. Thiên tiên cảnh cũng không phải tốt như vậy đột phá đấy, cũng không biết vì là hai người các ngươi sẽ như vậy có tự tin, coi như là ngươi đã trải qua của ta trùng trùng điệp điệp dạy bảo, hơn nữa bực này thiên địa tạo hóa, giống như kỳ ngộ, ta mới là có nắm chắc cho ngươi tấn thăng đến thiên tiên cảnh đấy. Diệp Vân trong lòng, kiếm đạo lão tổ tức giận thanh âm cũng vang lên, làm cho Diệp Vân bật cười nói. Bất quá dùng linh nhi tư chất, coi như là đột phá đến thiên tiên, chắc hẳn cũng không khó lắm a. À. Ân, như thế thật sự, tuy rằng nàng không có cái kia mạc vấn tiên tư chất khủng bố, nhưng cái này tinh la thiên cũng hơn, tại có thể hai người đồng thời tu luyện, cho nên cũng không nên nói. Kiếm đạo lão tổ gật đầu nhẹ, rất là nhận đồng Diệp Vân mà nói. Nếu như như vậy liền hảo thuyết, dù sao nha đầu kia đột phá đến thiên tiên cũng chỉ là vấn đề thời gian rồi, cho nên còn dư lại liền muốn cân nhắc đến ta nghĩ đến chính mình kế tiếp tại tam thiên 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 tiên truyền thừa diệp vân trong lòng liền lay động tràn lên hưng phấn cái kia các loại đợi thiên tiên truyền thừa mới là chính mình chính thức có lẽ suy tính bất quá bây giờ sự tình liền phải nghĩ biện pháp trước tiên ở lần này thiên tiên trong truyền thừa còn hơn cái kia mạc vấn tiên bằng không mà nói coi như là để đó cho dù tốt thiên tiên truyền thừa nếu là mình phải không được hết thầy cũng chỉ là nói xương mà thôi diệp vân minh bạch đạo lý này mà mạc vấn tiên tự nhiên cũng sẽ so với chính mình càng minh bạch